Kính thưa bác, con tên là Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một số câu hỏi kính xin bác giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác. Rồi, con hỏi đi. Dạ, câu thứ nhất, người tu theo đạo Phật, mục đích là giác ngộ và giải thoát. Cớ sao pháp môn giác ngộ và giải thoát được công bố ra, lại có quá nhiều thầy chùa lại chửi giác ngộ và giải thoát là của bọn ma vương? Vậy những thầy chùa này là ai thưa bác? cái uh, những thầy mà chửi á thầy mà tu mà giác ngộ giải thoát á thì người ta thấy người ta mừng lắm còn thầy mà tu mà cúng tụng lại lục cầu sinh á thấy pháp môn giải thoát này người ta rất ghét người ta chửi là phải rồi vì cái thế giới này là cái thế giới âm cái thế giới vật chất tiền bạc vì thế mà cái pháp môn nào ra mà kiếm tiền thì người ta thích còn pháp môn nào mà ra để mà đi ra ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi thì người ta ghét đây là đúng cái quy luật vật lý của nó rồi cháu hỏi thêm dạ con xin hỏi câu thứ hai làm sao biết người tu theo đạo Phật là tu giả thưa bác tu mà theo đạo Phật tu giả đó thì hoàn toàn không có giáo lý tu tu tưởng tu mà tu thật thì phải có giáo lý thì mới là tu thật mà có dấu lý là phải học cho thông Chứ không phải có rồi để đưa cho người ta coi đâu Có dấu lý có nghĩa là mình tu rồi mình hiểu hết Thì mới là người tu thật Còn tu mà không hiểu gì Là tu giả Nhất cái là Đầu Phật là chỉ có giác ngộ và giải thoát thôi Hai, hai cái ngôn từ này thôi Nếu mình tu sai là không đúng Rồi cháu hỏi tiếp đi Dạ con xin hỏi câu thứ ba Thưa bác làm sao biết người tu theo đạo Phật là để kiếm danh ạ? À? Cái này thì rất dễ dàng thôi. Con thấy á, ví dụ người ta để tu rồi người ta phô trương này, phô trương kia đó là người ta kiếm danh. Thấy không? Thứ nhất là không biết cái đạo Phật, cái ông Phật dạy cái gì mà cũng đi đây đi đó nói giảng để kiếm tiền đó là kiếm danh đó. Chứ nếu mà nếu mà đạo Phật tu đúng không cần cái này Đạo Phật mà tu đúng á Tìm công thức giải thoát Tạo công đức về Chứ không phải cần kiếm danh Đạo Phật sợ nhất là cái danh Mà nếu mà ai mà Dính vô danh rồi đó, Thì khó mà giải thoát được lắm Rồi cháu hỏi tiếp đi Dạ con xin hỏi câu thứ tư Thưa bác làm sao biết Người tu theo đạo Phật là để kiếm tiền à Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mà không chịu giác ngộ giải thoát mà bài này ra bài kia bán này bán nọ là kiếm tiền thấy không đã thầy tu là cái gì tu là sửa ông thầy ông sửa mình đừng có làm tầm bậy mà giờ mình ông sửa mà lại ông đi kinh doanh cái này kinh doanh cái kia buôn này bán cái kia thì mới biết là ông thầy đó là ông thầy kiếm tiền đó rồi con hỏi tiếp đi dạ câu thứ năm thưa bác làm sao biết thầy tu theo đạo Phật chân chính à cái này thì rất dễ thôi đạo Phật tu theo đạo chân chánh á, thì trước mắt là phải có cái quyền giáo lý để, để học tu nhưng mà một chân chánh á, thì anh tu cái gì anh phải nói cho rõ ràng đó thí dụ mình ở nhà cũng vậy thí dụ tu tu pháp môn nào thì phải ghi cho rõ ở chùa nó cũng vậy là chân chánh á. còn tu mà mình để để lập la lập lửng á thì nó là không chân tránh. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Thì... Dạ con xin hỏi câu thứ sáu. Thưa bác, tại sao có nhiều thầy tu theo đạo Phật hàng 50 năm mà lại không hiểu Đức Phật dạy đạo là dạy cái gì thưa bác? Thế này á, nếu mà tu lâu mà không hiểu gì thì người ta chỉ vô chùa ta ở thôi chứ có tu cái gì không? Tu là sửa. Thấy không? Mà vô chùa để ở thôi chứ còn hoặc là làm công chuyện cho chùa chứ không có tu nếu là tu nó khác còn mà một một vị mà vô chùa mà ở trong chùa người ta tưởng là tu chứ không phải vô chùa để ở làm cái gì đó chẳng như quét dọn hoặc là cúng tụng gì đó à, tu nó khác đó. tu là gì tu là sửa sửa cái gì mà nếu đúng ra đó tu thì phải là tu sĩ mới mới tu ha còn mà tu không có tu sĩ không tu được tu sĩ là sĩ là cái gì sĩ là con người có học học cái gì học giáo lý người tu mà có học giáo lý mới gọi là người tu còn con tu mà không có giáo lý là con không phải là tu mà con gọi là ở chùa hoặc là ở thất vậy thôi chứ không có tu tu là phải có là tu thì phải có chữ sĩ đi theo sĩ là gì? học hỏi học cái học cái gì là học giáo lý chứ còn tu cả mấy chục năm mà con không biết hiểu một chữ gì trong giáo lý thì tu cái gì gọi là tu ở chùa ở chùa chứ không phải là tu rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu thứ bảy thưa bác người tu chân chính theo đạo phật cơ bản phải tìm học gì trước nhất tu mà tu chân chính theo đạo phật cơ bản mình phải hiểu ông Phật dạy cái gì ông dạy có mấy cái pháp môn nếu mà biết được cái pháp môn rồi Muốn chân chánh thì phải tìm được cái giáo lý của pháp môn đó Học theo cho thông Thì vào tu mới đúng Còn nếu mà không đi qua cái quy trình này Thì không không cách nào là tu đúng được hết Bởi vì nguyên tắc là làm cái gì nó Phải có sách hướng dẫn Mà hướng dẫn của Đạo Phật là gì Là giáo lý hướng dẫn đó Nếu mà không có cái này là hoàn toàn tu sai hết Là không chân chánh Rồi ta hỏi tiếp về Dạ con xin hỏi câu thứ 8 Thưa bác Tại sao hiện nay Có nhiều thầy tu theo đạo Phật Mà lại chê Đức Phật không biết chữ Sao lại có chuyện lạ đời như thế thưa bác Phần này nó cũng dễ thôi Là vì ngày xưa Đức Phật Ông 20 tuổi Nghỉ học rồi Có nghĩa là học 16 tuổi 20 tuổi là học 10, 14 năm Nếu tính tới mình, mình tới bây giờ Lên đại học thôi nhưng mà hiện giờ nhiều người họ chê đó là ai chê tiến sĩ á. À. Tiến sĩ nó cao hơn đại học nhiều lắm. Vì thế mà nó, nó xem ông Phật là rất thấp. Ôi ông này mới đại học rồi, tù tiến sĩ Tại nó mới chê. Vì cái người học cao mới chê người học thấp. Ông Phật là chỉ, ông thật, ông Phật là chỉ học, nếu học chữ là đúng có 14 năm, tương đương với một đại học bây giờ thôi. Rồi, ta hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu thứ 9. Thưa bác, hiện nay có những đứa trẻ mới có 10 tuổi mà hiểu Đức Phật dạy gì? cớ sao có nhiều thầy tu hàng mấy chục năm theo Đạo Phật, thế mà không biết, tại sao lại có chuyện lạ đời như thế thưa bác? Cháu phải biết, thời này là cái thời gian minh. Thấy không? Ở trên mạng nó phổ biến rất nhiều chuyện từ thế gian, rồi tu hành, rồi Đạo này, Đạo kia. Mấy đứa trẻ bây giờ đó, đứa nào cũng sử dụng biết điện thoại thông minh đó. Rồi thứ hai hoặc là lớp á Vì thế mà nó nghiên cứu nó coi trong cái này nè Trong đạo Phật nó có những cái pháp môn tu nó hiểu hết á mười, mười, tuổi, mười tuổi là học lớp bốn là chứ đâu nó, nó chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học rồi đó Thì nó biết Còn những người mà tu mà mấy chục năm mà không hiểu là tại vì không phải tu Không phải tu mà chỉ vô chùa để làm cái gì thôi Vô chùa để mà làm này làm kia có chức có phận gì ta thôi chứ không có tu cái tu là phải phải sửa mà, mà tu phải có giáo lý người nào có giáo lý tu đúng giáo lý thì mới gọi là một tu sĩ còn nếu con vô chùa con ở năm bảy chục năm mà con chỉ ở trong chùa hoặc là con cúng này cúng kia gõ mỏ tung kinh nó không phải vậy gõ mỏ tung kinh không phải là tu tu là sửa sửa gì sửa theo sửa cái cái tánh của mình á theo cái lời cái dạy của giáo lý á, thì mới là tu sĩ còn con mà ở trong chùa mấy chục năm mà con không phải là tu sĩ thì cũng không con không được xếp vào tu sĩ mà xếp vào ông thầy ở chùa rồi sao rồi thiếu ở lâu thì người ta cho quản lý á, thì cho mày lên uh, cho lên thượng tọa Còn nếu mà con tu ở trong chùa đó mà con chuyên đi làm từ thiện á, làm nhiều nhất á, thì con có đức lớn á, ta gọi là đại đức con phải hiểu cơ bản này Còn nếu mà Con ở trong chùa mà bốn 40 năm tu Trên 60 tuổi ta, phong con là hòa thượng Là cái người quản lý Quản lý trong cái chùa Hòa thượng là cái người quản lý Thấy không gọi là quản lý cho mấy từ từ thượng tọa xuống đại đức xuống phật tử luôn á đó. đó nếu mà vô chùa mà nếu mà tu theo thứ lớp không phải là tu sĩ mà chỉ là người tu để quản lý thôi còn tu sĩ là phải học giáo lý giáo kinh giáo lễ giáo luật đều hết gọi là gọi là tu sĩ rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu thứ 10 thưa bác hiện nay là thời văn minh nguyên tử người việt nam có kiến thức rất cao những đứa trẻ 10 tuổi thôi cũng biết thiền viện là của đạo tiên là thờ tiên lý thái bạch cớ sao có nhiều thầy tu hàng mấy chục năm theo đạo phật thế mà không biết lại đem đức phật vào thiền viện thờ tại sao lại có chuyện kỳ cục như thế thưa bác mấy đứa trẻ giờ này nó đúng là bây giờ chúng ta sống có thời gian minh nguyên tử nha à. đứa trẻ là bây giờ người người xưa có nói là trẻ khôn qua già lú lại tuổi trẻ bây giờ nó khôn nó coi nó biết trên mạng còn mấy ông già đâu có biết trên mạng là cái gì đâu rồi cứ ngồi đó là tưởng tượng này kia kia nọ thì đã phải thua thua mấy đứa trẻ là vậy bởi cái đứa trẻ mà thời văn mình nó khôn lắm Tôi nhớ là ngày xưa nếu mà hồi, hồi bác hồi còn nhỏ đó, Cái tuổi bác hồi nhỏ nó không khôn bằng mấy đứa nhỏ bây giờ Hồi bác còn 10 tuổi bác cũng vẫn ngu như, như vậy Bây giờ tuổi nó 10 tuổi nó ngu khôn lắm đó. Bác để ý rồi đó Thấy không? Vì thế mà nó mà nó chỉ chịu tìm hiểu ở trên mạng nữa Thì nó rất rất giỏi Có nhiều đứa đó, có nhiều đứa đó vừa rồi không biết là nó đầu mấy được một đứa 10 tuổi thôi đó nó đọc ro ro đó đường về phật giới á thấy không mới 10 tuổi xin lỗi cho ông 80 tuổi chưa làm được nó vì thế mà trẻ trẻ khoa học bây giờ nó, nó thông minh lắm hồi xưa đâu hồi xưa mà 10 tuổi còn khờ lắm nó thì còn bây giờ là 10 tuổi nữa, nó nó khôn lắm rồi con hỏi tiếp đi dạ con hỏi câu 11 thưa bác chùa là nơi thờ phật đem Phật vào thiền viện hay tu viện thờ có đúng không thưa bác à, chùa là thờ một cái vị toàn năng toàn giác là di Phật mà đem vô cái thiền viện á thiền viện là có cái ông ông tiên thờ tiên đem vô thờ là sai còn tu viện là thờ ông thánh mà đưa ông Phật vô thì cũng sai ha à vì thế mà muốn mà hiểu cái đạo phật thì phải mấy người ta lớn tuổi bây giờ lên mạng coi đi tôi thấy là người ta phân tích cái đạo rất hay bây giờ đó chứ đừng có theo cái kiểu mà tưởng tượng nữa tu cái gì là phải ra cái này bởi cái thời văn minh mà cái thời này á ngày xưa con muốn học cái gì đó con phải tìm một cái quyển sách con đi tới cái nhà sách con học đọc sách cái gì giờ khỏi cần ngồi tại chỗ bấm lấy sách ở trên không gian xuống xài khỏi tốn đồng nào đó, đó còn người ta phải văn minh tới cái mức đó nó bởi vì về sau này là sách dở nó sẽ đưa về không gian hết không có ai mà ngồi đi đi tìm mua mấy chục, mấy chục ngàn quyển sách đọc không, không có đâu Giờ nó muốn gì nó lấy trên không gian xuống nó học rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu thứ 12 thưa bác chùa là nơi thờ phật Đem Phật vào thiền viện tu viện thờ là bị sai Vậy có bị nhân quả gì không thưa bác? Chùa đó thờ Phật mà đem vô thiền viện tu viện đó sai là đúng Nhưng mà nó có cái này đi qua cái giới sau đó Con vô con thờ mà để con lừa người ta lấy tiền đó Thì con bị nhân quả Con thờ sai mà con đừng có làm gì hết đó. Không không có nhân quả gì hết trời Có nghĩa là tại con không biết Thì con thờ vậy thôi còn nếu mà con cố ý con đem vô cái thiền viện tu viện thờ mà để con tuyên truyền về đạo, tuyên truyền về ông Phật để người ta lấy tiền thì con có bị cái nhân quả, nhân quả là lừa đảo, Phải không? Nó phải hiểu cái cơ bản này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ 13. Thưa bác, người bình thường có nghiên cứu các đạo đều biết tu viện là của đạo thánh, là nơi người tu theo đạo thánh vào đó cầu nguyện hay là cầu sinh. Thế sao các thầy tu theo đạo Phật lại không biết Mà lại đem tượng Phật vào thờ Tức biến Đức Phật là ông Thánh Cứ sao lại có, có chuyện lạ đời như thế thưa bác Cái lỗi này là thì nó do là cái Mấy vị không chịu học giáo lý Nếu mà đi vô muốn tu Bởi vì bác nói là tu là phải là một tu sĩ Chứ còn mà tu mà không có chư sĩ là thua Tu sĩ là học mà, học cái gì Sĩ là gì Sĩ học giáo lý à. tu sĩ tu đạo nào cũng vậy tu sĩ là phải học giáo lý còn nếu mà họ tu không không phải là tu sĩ tu để lại gì ví dụ tu tu theo đạo Phật mà không có cơ bản thì nó lại sai chỗ này nè nhưng mà nếu mà tu theo đạo Phật á, mà đúng á, khó lắm chứ không phải dễ đâu vì tu theo đạo Phật là, là theo cái trùm khắp á à. làm sao ai theo nổi cái trùm khắp ở trong cái cái đất Và tam giới này không ai theo nổi đâu Thấy không mà chỉ cái người tu sĩ thì mới theo nổi cái này thôi còn cạo đầu mà vô chùa ở làm này làm kia hoàn toàn chỉ là nói là người ở chùa thôi không có vì thế mà những cái người tu lâu năm họ không hiểu là tại vì nó thiếu cái cơ bản là học giáo lý chứ học giáo lý rồi là làm sao sai được rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu thứ 14 bốn thưa bác, hiện nay trên mạng phổ biến các đạo tu được thành như sau. A, đạo Phật tu để thành Phật. B, đạo thánh tu là để thành thánh. C, đạo thần tu là để thành thần, vân vân. Cơ bản này đứa trẻ 10 tuổi cũng biết, nhưng nhiều vị thầy tu hàng 40 năm hay 50 năm lại không biết, sao lại có chuyện lạ đời như thế thưa bác? Thế này cái lỗi là cũng do các các vị không chịu học giáo lý. Để vô chùa là cái gì? Mình vô bỏ cái nhà Cái nhà nó lộn xộn vô chùa ở Nó thanh tịnh để học gì? Học đạo Học đạo này đi Học đạo cơ bản là phải học cái quyển giáo lý Mà mình vô mà không hiểu ra Học giáo lý là làm sao? Thấy không? Nếu mình không học giáo lý Thì cũng phải là kiếm cái cuốn kinh mình đọc Mình học Mà này cơ bản giáo lý không học Rồi kinh cũng không đọc nữa Rồi nên nó phải tưởng tượng làm tầm bậy tầm bạ ra rồi đem cái đạo này đạo kia vô Giống như cái chùa thì không có cúng Cúng là của đầu lão Mà mình đem cái cúng vô nó sai rồi Là nó thiếu cơ bản này Thấy không Còn cái Còn người mà muốn tu theo cái đạo Phật cho đúng Bắt buộc anh phải coi giáo lý Còn không giáo lý thì đừng có tu Tu thì nó sai Tu sai là bị nhân quả nặng lắm Thấy không Thà là mình đừng có tu Mà nó không có nhận quả có nhân quả thì cái lòng vòng lòng vòng trong bà con dòng họ thôi Còn nếu mà đã bước vào tu là tiên chiến với nhân quả đó À tôi tu, tu để gì tôi tu nó tu đạt cái đó đó Mà tôi không đạt được thì nó bị sai Là bị nhân quả đó. Rồi cho hỏi tiếp đi Con xin hỏi câu thứ 15 Đức Phật dạy Ai cũng có tánh Phật như nhau Sao có nhiều thầy tu lại thích ngồi cho người khác lại mình Là để làm gì thưa bác mấy người mà tu mà cho người khác lại mình là tại người ta chấp ngã đã chấp ta là thầy tu bắt mấy cái người không tu lại hoặc là cái ông thầy tu lớn đó bắt mấy người tu nhỏ lại người ta hiếu là nó thiếu cái cơ bản là cái tổ chức cái cái con người thành ra người ta tu mà ta chấp kiến chấp cho ta là tu giỏi bắt bắt mà để mà cho người không tu hoặc là người tu ít á phải lại mình Đây là cái nhân quả rất đặc biệt Không phải đơn giản đâu Nếu mà vị nào mà làm vậy nên bỏ đi Lại không có thua không có, không có đồng nào hết á Nhưng mà nó có nhân quả khủng khiếp lắm mà Phải không Rồi ta hỏi tiếp đi Dạ con xin hỏi câu thứ 16 Theo luật đạo Phật Tỳ kheo nam giữ 250 giới Tỳ kheo nữ giữ trên 348 giới Nhưng hiện nay có nhiều tỳ kheo nam chê đức Phật không biết chữ Vậy trong 250 giới này Đức Phật có nêu giới cấm Không chê Đức Phật không thưa bác Không Đức Phật cho thoải mái Muốn muốn chê muốn chửi gì chửi Về Đức Phật là gì toàn năng toàn giác mà. Nhưng mà cái chửi á Cái chửi mà Mình cố ý á coi chừng Câu chửi nó là Nói là ờ à, bây giờ Ông Phật thấp hơn mình á Để coi chừng Còn cái chửi á mà chửi về cái thế giới vật lý này nè không sao hết rồi thế giới vật lý này mà ông phật chợ giải thoát mà mình không chịu mình chửi ổng á thì không sao hết chỉ uh, xuống địa ngục thôi xuống uh, từng 18 của địa ngục sống thôi chứ không thua không ông thua vậy đó. đức phật không cấm chửi ổng à là sao ổng thế giới này ổng biết ổng vô đây nó cũng biết à, thì bây giờ như lai dạy đi ra về đó không về ở đây chửi thì cũng được không sao ông, nhưng mà cái ông Phật là không bắt lỗi nhưng mà cái ông thần thực thi nhân quả ông đưa xuống địa ngục 18 tầng địa ngục thế giới này là thế giới nhân quả mà thực thi nhân quả lại là, là do thần thần quản lý người mình và thần tự nó kiểm soát cái cái nhân quả mình rồi sau khi mãn mãn thân rồi thì nó giao cho cái ban Thực thi nhân quả ban thần thực thi nhân quả đưa đi đâu nặng nhẹ như thế nào là cái ban thực thực thi nhân quả nó sẽ đưa đi con phải hiểu cái cơ bản này rồi có hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu thứ 17. thưa bác trong đạo phật có danh từ khôi phục thiền tông ý nghĩa là gì thưa bác chứ khôi phục thiền tông là cái thiền tông đã phổ biến ra rồi đó mà lâu ngày nhiều năm quá nó không ai theo rồi bây giờ có người nào á họ được truyền họ được truyền bí kíp thiền tông á họ mới làm trả lại gọi là khôi phục thiền tông nhưng mà cái danh từ này á, là nó sẽ, nó sẽ phát hiện ra là nó phải phát ra đó sau 100 năm khi công bố quyền ký ra còn nếu người nào mà nói trước là họ tưởng nói trước cái cái khi công bố quyền ký là họ tưởng là gì họ nghe được cái thiền tông nhưng mà không biết cách tu như thế nào rồi họ tưởng họ hiểu chút đỉnh rồi đó hoặc là họ lộ mở đâu một hai cái chi tiết á cái họ tuyên bố tu khôi phục thiền tông vì thiền tông nó âm thầm đi không ai biết nhưng mà nó lộ ra là, là lộ hai chữ là là tổ sư thiền tông thì ông tưởng đâu là ông nắm được cái gì đó là ông nó khôi phục nó làm ở chỗ này thiền tông muốn khôi phục phải 100 năm sau khi công bố quyền ký ra khi công bố pháp môn thứ sáu này ra rồi người ta sẽ bỏ dần rồi có người nào á được truyền thừa đó, thấy không? liên tục rồi người ta sẽ dứt lại, dứt dậy lại gọi là khôi phục. Sau 100 năm mới đúng còn trước thì hoàn toàn là sai. Họ không hiểu. Nhưng mà nguy hiểm với chỗ này nè, mình khôi phục thì khôi, không sao nói sao. Nhưng mà tuyệt đối đừng có lấy tiền người ta. Này. Đấy nói khôi phục mà đi vụ lấy tiền người ta là coi chừng chết, làm qua báo một trăm trăm, hoặc xuống địa ngục á. Đâu rồi cháu hỏi tiếp đi Dạ con xin hỏi câu thứ 18 Thưa bác Người khôi phục thiền tông Thì người này phải như thế nào thưa bác Người khôi phục thiền tông này Nó phải có tư cách này. Anh phải có cái bí kíp thiền tông Rồi có một quyển kinh vô tự Hai cái phần này nè Mà muốn khôi phục thiền tông Thì anh phải có cái chùa thiền tông Chuẩn đặc chuẩn à rồi thứ nhất là anh phải có cái tâm tài lực Anh không có lấy tiền người ta mà anh khôi phục thì tự anh bỏ tiền ra anh làm ra thì gọi là khôi phục chứ anh dụ người ta lấy lấy trăm đồng rồi ông khôi phục có 10 đồng ông lấy chín chục ông chết á vô biển nhân quả thấy không tâm tài lực rồi thứ ba nữa là người ta chửi mình đừng có buồn khôi phục tiền đồng nói ra nó chửi ghê lắm thấy không đó phải hiểu cơ bản này còn nếu mà không có những cái này thì đừng có đừng có nói khôi phục làm gì rồi mang quả vào thân đó thấy không rồi có hỏi tiếp về. Dạ con xin hỏi câu thứ 19. Thưa bác, người khôi phục thiền tông không có nhiệm vụ này có khôi phục được không thưa bác? Qua hoàn toàn không được. Khôi phục thiền tông là anh phải có một cái có cái lệnh của di Phật. Vì trên cái 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 thế đất này nè, di Phật đưa ra một cái đạo, đạo phải theo dõi hết. Nhưng mà người giúp đỡ ổng là thần thánh tiên ở thế đất này. Phải có nhiệm vụ thần thánh tiên mới giúp con không có nhiệm vụ thì thần thánh tiên không có giúp giống như con làm việc ở trung ương mà con có cái nhiệm vụ đi địa phương làm cái gì đó phải có cái nhiệm vụ địa phương nó mới giúp con không à, còn con mà đi được trung ương con đi xuống địa phương con không con, con, con không có trung ương chỉ thị rồi con đi sao thì con đi lậu con coi chừng à, nó nguy hiểm lắm đâu cái nhân quả rất lớn đó. giống như người giả con đi vậy là người giả đó có gì xảy ra rất nặng nề rồi có hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu cuối cùng thưa bác người giảng đạo phật mà giảng đạo khác có bị nhân quả gì không thưa bác này nhân quả 100% trăm phần trăm đạo phật là giác ngộ giải thoát biết thì giảng không biết thì thôi đem ba cái đạo khác vô rồi coi chừng giống như là người ta nói là treo đầu dê bán thịt chó à, tôi ba tôi tôi bán thịt dê rõ ràng <laughs> mà hỏi thịt dê rồi kiểm tra thịt chó cho mình thì tôi về tôi giảng đầu phật là phải là đạo phật không không giảng các đạo khác rồi bởi vì trái đất này nó nhiều đạo mà mình muốn tu theo, theo đạo nào cũng được nhưng mà muốn giảng đạo nào phải cho rõ mà thứ nhất á là giảng rồi phải, ờ uh, tôi giảng cái đề tài gì của pháp môn nào phải rõ ràng phải không một vị mà đứng ra đăng đàn để giảng mà thiếu cơ bản này thì coi chừng nhân quả khủng khiếp lắm thì nó thì con á nếu mà con giảng mà con không lấy tiền thì con đỡ nhà con cũng giảng mà người ta bỏ tiền và đưa tiền cho con là con mang cái cái đậu lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó là không có được treo đầu dê thì phải bán thịt dê chứ không có bán thịt chó được rồi con hỏi tiếp đi Thưa bác, con có một số câu hỏi về chùa giác ngộ và ông thích nhật từ. Rồi con hỏi đi. Dạ. Thưa bác, chùa giác ngộ kêu gọi Phật tử cúng dường phù điêu tượng Phật làm bằng đồng 4 triệu một phù điêu để mà ông thích nhật từ này ổng ốp tường trang trí cho đẹp. Trong một buổi giảng khác, ông thích nhật từ tự thú nhận rằng giá của một phù điêu này khoảng 2 triệu 8 tới 3 triệu Tức là ông ta lời 1 triệu tới 1 triệu hai trên một cái phù điêu Thưa bác cho cháu hỏi Hành động của ông Thích Nhật Từ này Có phải là lợi dụng lòng tin của người tu theo đạo Phật Để lừa người không thưa bác Không, không phải, không phải lừa Ông nói làm cái gì phải có lợi tôi mới làm Con suy nghĩ đi Thế gian này mà con làm không lời ai là ai làm chi Không có lừa Ví dụ con làm cái gì vậy Kể kể tổ chức đi du lịch Thấy không Ví dụ người ta 10, 000 ngàn Thì con lấy ra 12 ngàn đâu có sao Tôi lấy tiền công của tôi Thì ông Mật Từ Ông cũng có sáng kiến làm hay Thì đây là lấy cái tiền công của ông thôi Không có lừa đâu Tốt á, sẽ đó là tốt Đâu con hỏi tiếp đi Con xin hỏi câu tiếp theo Ông thích nhật từ làm như vậy là có vi phạm giới vọng ngữ là nói dốc không thưa bác? Cái này là lấy giá trên là chúng không nói dốc. <laughs> lấy giá trên là chứ không phải nói dốc. Nói dốc là nói không có, không có cho không có thì thật. Chỗ này có, nhưng mà này giá này đó thì 3 triệu, tôi lấy 4 triệu. Bởi vì để dư làm Phật sự, dư làm chuyện trong chùa. Không có, không khẩu cho đâu không? À, cái này là đúng lực, đúng lực. Lời là, là, nhiều, lời có có hai chục phần trăm chứ nhiều đâu. <laughs> Rất tốt mà đâu có thằng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo. Ông Thích Nhật Từ giải thích rằng số tiền lời 1 triệu 2 đó ông ta đưa vào xây chùa. Liệu lời nói của ông ta có đáng tin cậy không thưa bác? Trong khi đó ông ta từng tuyên bố rằng Phật tử cúng dường cho mục đích nào Thì ông ta làm đúng như vậy Ví dụ như là cúng dường từ thiện Thì ông ta đi làm từ thiện Hoặc là cúng dường ấn tống kinh sách Thì ông ta đem đi ấn tống kinh sách Đúng rồi Thì ta làm gì ta nói vậy Thì đúng chứ đâu có sai đâu Thì còn cái kia Ông, ông làm ông lấy dư này để, để lo cho chùa Đúng rồi Chứ cái chùa giờ nó lớn quá Cái chi phí lớn lắm chứ không nhỏ đâu rồi phải sửa chữa được bao nhiêu người trong chùa nữa thấy không cái đó không sao đâu thôi kệ cũng cũng chúc mừng ổng đi ạ ổng làm được nhiều càng tốt giờ hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu tiếp theo mục tiêu của ông thích nhật từ là ông ta giảng đạo cho tầng lớp danh nhân cho nhà quản trị để mà được nhiều người cúng dường cho rất là nhiều tiền chi phí mà ông ta phục vụ cho đội ngũ quản lý trang mạng á là ví dụ như trang facebook youtube tiktok vân vân là một tỷ rưỡi một năm ông ta không đụng đến một đồng tiền nào từ chùa giác ngộ thưa bác cho cháu hỏi ông thích nhật từ đi tu mà già quá thì đây có được gọi là thành công trong giới tu hành không thưa bác à, tu hành thành công thì đúng còn mà nếu mà tu học thì không thành công Con phải biết tu học nó thành là tu sĩ Không thành công Mà nếu mà tu hành là đúng Tu là, tu là sửa chữa gì đó là Hành là hành động Đó làm sao đúng Đúng cái thu nhập thì thôi Thấy không Con này không sao đâu nhưng mà nói đúng ông Nhật Từ, ông nói đúng cho bà sai đâu. Nhưng mà nó có sai một cái chỗ là ổng ưa chê người ta chửi người ta đó cái chê cái chửi nó sai thôi chứ còn sự thật ổng làm rất đúng thí dụ cái ai người ta tu mặc tình mà nhà nước cho tự do tu Chả muốn tu gì tu ổng đừng có xen vào cái chuyện tu của người ta còn ổng tu cái gì thì chuyện của ổng ổng chỉ sai một cái là ưa xen chuyện của người khác đó ưa chê người khác đó ưa chửi người khác chỉ sai có chút xíu thôi mà sao chút xíu đó nó cũng không có, nó không có tội nặng lắm đâu phải không nó không có tội nặng lắm đâu có tội nhưng mà không nặng thì kể xuống từ địa ngục thôi chứ không có nặng rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu tiếp theo tu sĩ mà ôm quá nhiều tiền như vậy có được giải thoát không thưa bác cứng ngắc ở đây sao giải thoát giải thoát là, giải thoát là nó phải buông hết mới giải thoát được buông nhưng phải có công đức mới được mới mới về bây giờ con ôm bao nhiêu con ôm nhưng mà đừng có dính thì con có công đức con về còn con mà ôm mà con dính cứng ngắc thì ta khỏi về luôn phải không là thế, thế, giới mà sức hút vật chất âm dương nó hút khó mà ai mà thoát ra cái quy lực này lắm Thấy không vì thế mà tại sao người ta ta phải bỏ nhà ta vô chùa ta tu cái nhà là nó dính gì cái nhà còn ở chùa là nó thanh tịnh vô đó để chi để cho nó thanh tịnh nó không vướng cái chuyện thế gian thì ta mới vô chùa ta tu Còn ở nhà bắt buộc phải dính chuyện thế gian không có cách nào thoát ra được hết à, còn muốn giải thoát thì phải vô chùa phải cái chùa thanh tịnh nào. đừng có làm gì hết im ru à, cái lo học uh, giáo lý được biết là làm những cái chuyện gì biết cả biết cái nào là công đức nào phước đức nào ác đức mà phải, phải cho thông ba cái này vô chùa phải thông ba cái đức này thì mới được còn thôi vô chùa mà không hiểu thông ba cái đức này thôi vô tổng mà còn dính nữa thứ nhất là chùa đó chùa bài nhiều, bài nhiều chừng nào thì nó dính lung chừng nãy Phải không nhớ là trong trong chùa phải đơn giản đừng có bài bài nhiều là càng dính mà dính thì không thoát ra được cái cái nhân quả trái đất này đâu mình làm cái gì cũng vậy thí dụ mình làm cái gì người ta đóng góp cho mình thì phải làm đúng đó ông thật từ ông, ông nói là ông làm rất đúng đó. nhưng mà rất đúng thì tốt đó. mà rủi đừng có rủi nha đừng có rủi làm sai rủi sai một cái là kêu bằng người ta nói là sai một ly đi một dặm có một ly ở đây đi một đi một dặm đó mình phải hiểu này chính đồng từ rất tốt cái chủ trương ông làm rất tốt nhưng cũng mong đừng có làm sai thứ nhất á mình làm gì tao mình tu gì tu mình làm gì tao nhưng mà đừng có chửi ta đừng có bị ra cái chuyện này chuyện kia đừng có chửi đừng thứ nhất là đừng có đừng có đi cúng à cúng có trở thành ông thầy cúng rồi không được tu người ông tu không có cúng thầy tu tu sĩ không có cúng tu sĩ là tôi học giáo lý thôi còn nếu mình chuyển qua cúng đó, thì thật thành ông thầy cúng nó sai sai chút xíu vậy thôi nhưng mà nếu sai mình bỏ thì cũng được sai bỏ trả lời được thấy không còn ví dụ mà bán bùa bán phép thì theo cái chuyện của mấy ông thầy chứ mình thầy, thầy tu thì không có nên làm cái này lần này nó cũng sai chút sai ly đi một dặm ạ à. không rồi con hỏi tiếp đi nhà con xin hỏi câu tiếp theo ông thích nhật từ nói rằng ông ta không đụng một đồng tiền nào từ cúng dường chùa giác ngộ vậy con thấy ông ta có quá nhiều tài khoản ngân hàng mang tên của ông ta thì à, nếu mà nói mà nói với thực hành đúng đó thì tốt nghe không nếu là đừng có đụng tiền thường thường bây giờ nói dân minh giờ thì cũng ít ít có ai cầm tiền vậy. Người ta chuyển khoản không ạ? À? Không có cầm tiền Mua gì chuyển khoản không ạ? À? Nha. Thời buổi này ít có người cầm tiền Cầm tiền là mấy người nhỏ nhỏ thôi Chứ thường thường mấy người lớn không cầm tiền Người ta chuyển khoản không? Ông nói rất đúng á Ông không cầm tiền là rất đúng ông sợ ông bởi vì, vì ông có nhiều tài khoản mà tiêu tài khoản là phải chuyển khoản chứ không xài chứ không phải cầm tiền ông nói rất đúng á. rồi tôi hỏi tiếp đi câu hỏi con xin cảm ơn bác con chúc bác nhiều sức khỏe rồi cảm ơn con đã hỏi dạ thưa bác con tên là nguyễn việt an hiện cư ngụ tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh trước khi đặt câu hỏi con xin tường thuật lại câu chuyện của thượng tọ thích chân tính đã kể trong một buổi giảng pháp có tựa đề là bảy tình và câu chuyện giấu kín 30 năm của thầy chân tính đăng ngày 23 tháng 11 năm 2019. À, kể đi. Dạ. Thượng tọa thích chân tính kể là sau khi kết thúc buổi nói chuyện với các Phật tử gần chùa thì tất cả đi về. Lúc đó là hơn 10 giờ tối. Thì trong chùa lúc này chỉ có hai bà cụ, một cô Phật tử, thầy chân tính và một người nữ đã xuất gia theo thầy tên là A. Thầy kể sau khi Phật tử về hết thì cô A này lên gặp thầy và nói là thầy cho con được ở gần thầy, chăm sóc cho thầy, con nhớ thầy lắm. Lúc này thầy cũng nghi nghi rồi Nhưng thầy nói thôi đi ngủ đi Rồi bỏ vào phòng Khi vào phòng thầy nằm suy nghĩ Và nhớ câu nói của cô A là nhớ mình Vì trời nóng nên tới 12 giờ đêm thầy chưa ngủ được Bỗng nhiên cửa phòng mở ra Thế là cô A đi vào phòng Lúc này thầy chưa ngủ cho nên thầy biết Nhưng mình cũng thử coi cô này cổ làm cái gì Thế là cổ kéo cái mùng lên, cổ leo lên giường, cổ nằm xuống, nhưng mà cổ nằm ngửa thì không đủ. Cho nên cổ nằm nghiêng vào phía bên trong, vì cái giường có 8 tấc thôi. Rồi cổ cứ nhích nhích đẩy thầy rác vô tường. Lúc đó thầy cũng biết rồi, nhưng nằm im để coi cổ làm cái gì. Cổ mới lấy tay trái của cổ luồn xuống cái cổ của thầy. Còn cái tay phải của cổ tròn qua ôm Thầy nghe cổ thở mạnh lắm Hịch hịch vậy đó Mà trái tim cổ đập thình thịt thình thịt Mình cũng nghe luôn Thật ra cô này cũng ghen Nhưng mà lúc đó hồi hộp Sợ hay sao đó Cổ thở mạnh lắm Mà trái tim cổ còn đập mạnh nữa Lúc đó thầy thấy Hơi hơi bị động tâm rồi Nhưng quý vị cũng biết Mở mà đưa tới miệng mèo Thì làm sao cưỡng được Lửa mà nó sát vào rơm Thì làm sao nó không cháy Lúc đầu Thầy tính thử Để xem coi làm sao Đúng là người xưa có câu nói rất hay Lấy lửa thử vàng Lấy vàng thử đàn bà Lấy đàn bà thử đàn ông Lúc đó tự nhiên lòng ham muốn của mình trỗi dậy Thầy mới suy nghĩ Nếu mình phạm giới dâm Thì coi như đứt đầu Vì phạm vào giới dâm này Thì không còn tư cách là một người xuất gia nữa Lúc đó thầy nghĩ tổ mới mất giao cái chùa Hoàng Pháp cho mình. Bây giờ mình mà phạm vào giới này rủi mà bể ra đó thì mình không còn là người xuất gia nữa thì ngôi chùa này sẽ như thế nào? Thế là thầy bình tĩnh trở lại nhưng mà được một lúc thì bắt đầu. Bởi vì cái người nữ người ta nằm gần mình người ta ôm mình như vậy thì không thể nào cưỡng lại được. Cái lòng ham muốn nó trỗi dậy mạnh mẽ nó cứ suối mình phải thực hiện cái hành vi bất chính Và bắt đầu suy nghĩ cô này của tình nguyện mà Chứ mình đâu có dụ dỗ người ta đâu Nếu mình có vi phạm thì chắc có lẽ cổ cũng không nói cho ai biết đâu Lúc đó tâm mình suy nghĩ vậy Muốn ôm cổ rồi Bởi vì cái tâm nó suy nghĩ Cái người này là người ta tình nguyện Người ta dân hiến Chứ đâu phải mình dụ dỗ người ta nếu mình dụ dỗ người ta Thì khi mình thực hiện hành vi bất chính Thì người ta thưa mình Còn cái cô này Cổ tự nguyện cổ lên Thì chắc có lẽ cổ không nói cho ai Hoặc không thưa kiện gì Thì đâu có chuyện gì Khi mình nghĩ như vậy Thì cái dục vọng Cái ham muốn nó càng tăng lên Làm cho mình muốn ôm cổ Rồi muốn thực hiện những cái hành vi bất chính Cũng may căng lành còn thầy nghĩ nếu mà mình thực hiện những hành vi bất chính đó cho dù biết hay không biết thì cũng phạm vào giới luật không xứng đáng là một người xuất gia nữa thế là thầy nói thôi mình làm bộ tỉnh dậy giống như mở mắt á nói ủa sao cô nằm đây cổ không nói gì hết trơn á thầy nói thôi đi xuống đi lên giường nằm như vậy á người ta biết được mang tiếng chết cổ không nói gì hết cứ nằm đó thôi giống như bây giờ là ăn vả kêu hoài cổ không xuống thế là thầy gỡ tay cổ ra khỏi cổ rồi đi xuống nhờ cô phật tử ở với hai bà cụ lên gọi cô a xuống sau đó thầy nói với cô phật tử này là thôi cái việc đó tuy rằng đã xảy ra nhưng mà không có nghiêm trọng nghĩa là thầy không có phạm giới mà cô a cũng không mang tội cho nên cũng đừng nói cho người khác biết sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của cổ sau này ảnh hưởng đến cuộc đời của cổ sau này sau đó thầy chân tính kể thêm là biết thông tin cô a này đi bỏ vòng tránh thai và cố tình có ý đồ với thầy muốn thực hiện hành vi bất chính với thầy thầy nói nếu mình làm cho cổ mang bầu là mình tiêu rồi chỉ có đi ra đời thôi đâu còn tu gì được đó cũng là một cái bẫy khi sự việc xong rồi sau này Thầy cũng suy nghĩ chứ đâu phải là xong. Có lúc ngồi tiếc, người ta dâng cho mình vậy, sao mình không thử một lần cho biết ta? Có trường hợp vậy nữa, ổn quá, tiếc quá. Thưa bác, trên đây, con vừa tường thực sơ lược buổi giảng của Thượng tọ Thích Chân Tính mà thầy gọi là Sửa Pháp Ban Mai. Con xin hỏi bác vài câu hỏi như sao ạ? À? Lời hỏi đi rồi. Dạ, con hỏi câu thứ nhất. Thưa bác, theo như lời kể trong câu chuyện Bảy Tình, thượng tọa thích chân tính tuy là chưa thực hiện hành vi bất chính nhưng đã giả vờ nằm im để người nữ ôm mình một thời gian như vậy trên giường chỉ có hai người trong đêm khuya tại chùa thì như vậy có phạm giới tà dâm hay chưa thưa bác phần này nếu mà bác không có đủ tư cách phê bình cái này nếu muốn phê lên cái này muốn góp ý cái này thì do cái cấp trên của thầy thích chân tính mới 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 đủ cái tư cách Yeah. Còn ví dụ con đọc cho chú nghe, chú nghe vậy thôi chứ còn không có góp ý này được. Nếu góp ý nào thì nó nó không nó nó sai với cái trật tự của người tu đi, người tu người ta nó có cái tổ chức về tổ chức là giáo hội đó. trong giáo hội nó có cái cái kỷ luật kỷ luật yeah, không? nó có cái ban mà gọi là kiểm tư cách á, kiểm tư cách con người, cái này là thì ổng nó nói vậy thì nó sẽ nó sẽ thấu, thấu tay để là với mấy cái trong giáo hội á thì giáo hội sẽ sẽ chịu mà kiểm điểm cái này chứ còn bác thì không có không có đủ tư cách để mà con hỏi cái cây này đâu không rồi con hỏi ý sao đi ý thứ hai đi dạ cảm ơn bác con xin hỏi ý thứ hai ạ à? thưa bác theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình thượng tọ thích chân tính biết rõ mà làm bộ không biết để ý từng hơi thở, từng nhịp tim của người nữ và có suy nghĩ là muốn thực hiện hành vi bất chính với người nữ. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong đầu và quay qua nói với cô này là sao cô nằm đây? Thưa bác, có phải thượng tọa thích chân tính đã phạm giới nói dối hay không? Thưa bác. Cái này không phải phạm giới đâu. Nguyên tắc thế giới vật chất âm dương này nè. Nên nhớ là cái thế giới là thứ hút vật lý, nếu mà thầy thích chân tứ đó, thì bây giờ nó đúng là giữa cái này nó cũng đấu tranh dữ lắm chứ không phải ấy đâu không phải đấu tranh ngày xưa đức phật cũng bị chứ không phải là nào. ngày xưa đức phật đó, bởi vì trong kinh đó là những nàng ma nữ cực triêu ấy là dục vọng quần theo bóng hình nhưng mà ổng phải dụ dùng cái sức linh thiền định không biết ông thích chân tính có thiền định không thiền định nó mới thoát ra cái này À, còn nếu mà không thể thì nó phải dướng Bị thế giới vật chất nè Không cách nào mà thoát được cái quy lực này nè Nhưng mà đây là cũng à, Thầy thích chương tính à, Tâm sự vậy thì cũng đáng khen Nhưng mà có một điều là Nếu xét tận cùng không nên Một người tu không nên Dù biết cái gì nó cho nó bỏ qua đi Đừng không nên đưa cho đại chúng biết Cái này nếu mà cho đại chúng thì gọi là cái cái thế giới này gọi là thế giới dư luận mười người nó nói mười ý á làm sao nó kẹt như vậy đó thì cái này thì thì con đọc và bắt nghe vậy thôi nhưng mà thì nếu mà nói về cái giới luật thì không có phạm mà tranh đấu mà chừng nào phạm là phải thực hiện hành vi thì mới đúng cũng như bây giờ luật pháp cũng vậy đó còn tới cái cái thấy cái món đồ đó nó rất số tiền lớn thì trong con cái cái trong cái ý con cũng phải liên tục có nên lấy hay là phải đem cái này cho cho công cộng đưa cho chính quyền biết nó phải tranh đấu ghê lắm chứ không phải rồi nhiều người mà đưa được đưa cho chính quyền để mà trả lời khổ chủ á thấy không thì rất tốt mà nếu mà rồi con có lấy cũng không sao là vì cái này là tự nhiên mà mình đâu có để lấy qua đâu thấy không? nhưng mà nếu mà đấu tranh cái này được mà không lấy là là con người cũng là giỏi lắm á thế gian này thế gian này thế giới cầm bẫy mà con thoát được cái cầm bẫy là cũng tốt chứ còn con lấy thì thật nó không có cái nhân quả đâu nhưng mà về cái cái sự mà cái trao đổi về nhân quả của cái coi âm mà, nó biết con đã vi phạm rồi à. cái người dương thì không biết chứ cười âm nó biết đây cái ông thần quản lý con mà con lấy của bất chính con xài thì đương nhiên là con phải bị cái nhân quả vậy thôi phải Rồi con hỏi tiếp đi Dạ con xin hỏi câu tiếp theo Thưa bác Theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình Thượng tọa thích chân tính Là trụ trì chùa hoàng pháp Tuy theo đạo Phật Mà không giảng kinh sách Phật Mà đem chuyện phàm tục Ô quế của mình Lên giảng dạy cho các chư tăng Phật tử Theo học tại chùa hoàng pháp như vậy Thì có sai trái Với tư cách của một ông thầy trụ trì không Thưa bác Cái phần này là sai ạ nó là vi phạm cái phần này không nên không nên phổ biến cho nhiều người nghe thấy không còn nếu mà mình muốn phổ thì khéo mình khéo nói như thế nào chứ không có phải công khai như thế này được đâu bởi vì cái đầu Phật đó, nếu mà mình giảng ra lại mình giảng về cái đầu Phật sao cũng được còn cái này cái chuyện này phạm tục quá ai cũng biết mà mình đưa vô cái cái cửa cái nhà chùa giảng thì không được nó sai đúng ở trong cái 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 luật của đạo Phật không được cái này thì người ta có thể là không cho con tu nữa đó, Thấy không? hoặc là nếu cho con tu thì không nằm ở trong cái chùa mà đi ra đi ra cái cốc tu, không cho ở trong cái chùa không không đủ tư cách lãnh đạo một người khác hoặc hoặc đứng đứng đầu một cái nhóm hoặc đứng đầu một cái tổ không được, Thấy không? cái này nó phải tế nhị lắm. Bởi vì mình học đạo Phật thì phải học cái giới luật kỷ cương của cái đạo Phật. Đạo Phật nó có cái kỷ cương chứ không phải không đâu. Bởi vì tha là không tu mà tu thì phải khép mình vào giới luật. Bao nhiêu 250 giới không ít đâu. Một tỳ kheo 250 giới. Bây giờ thì không có cần không cần nói sai thôi mà còn cái này là đưa ra những cái chuyện không tốt thì không được, vi phạm nặng lắm. Rồi cho hỏi tiếp đi Dạ cảm ơn bác Con xin hỏi câu tiếp theo ạ Thưa bác Theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình Thượng tọ thích chân tính Nhiều lần thử người nữ này Xem coi người nữ này Làm gì mình ở trên giường Sau một thời gian Được người nữ này ôm ấp Cuối cùng Quay qua hỏi cô làm gì Rồi bỏ xuống Đi ra ngoài Và sau đó Đem kể lại cho đệ tử của thầy nghe Vậy cho con hỏi thầy tu mà làm như vậy có phải là đang chà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ hay không có phải đùa cợt lên tình cảm của người phụ nữ hay không có phải đã làm ô quế nơi tôn nghiêm là ở chùa không và làm nhục nhã đạo phật không thưa bác cái này à, đúng rồi đó nó vi phạm rất nặng Thấy yeah. không bởi vì cái gì nó tới phải phải phấn đấu liền tại chỗ không yeah. mà những cái chuyện mà nó xảy ra thì cũng không nên nói mà cái này Cái này ra đâu có hay ho gì Mà đưa cho đại chúng nghe Không nên Nếu mà Tuy là mình thật ổng thật tình ổng nói ra Nhưng mà đây là cái chuyện Nó rất vi phạm Rất nặng nề Trong cái giới luật của người tu Nó trầm Bây giờ nó nhớ nha Trong giới luật Chỉ có một người nam Mà chỉ nhìn thấy thương người nữ thôi Chỉ thấy thương thôi Là đã vi phạm rồi bị nó hai trăm năm chục giới chứ đâu còn cái này là là kêu bằng vậy đụng chạm lâu quá thì không được ở ngoài muốn làm gì làm nhưng mà giờ được người tu không được cái này mà hơn nữa là lãnh đạo một cái chùa quản lý một cái chùa không phải nhỏ đâu thì cái tư cách mình phải nó vững vàng lắm còn không thì không nên nếu mà cái chuyện này mà đưa ra mà giáo hội mà đúng của nó đó, thì không cho ổng trụ trì cái chùa này Nói thiệt còn Rồi con hỏi tiếp đi Dạ cảm ơn bác Con xin hỏi câu tiếp theo ạ à. Thưa bác Theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình Thượng tọa thích chân tính Đáng lẽ phải biết nhìn vào lỗi mình Chứ không nhìn vào lỗi người khác Đằng này Thượng tọa thích chân tính Cho là người nữ này sai Có ý với mình Ăn vả trên giường thầy Đi tháo vòng đánh thai Để gài bảy thầy Thử hỏi Thượng tọa thích chân tính nếu không có ý muốn dục vọng với người nữ này Thì người nữ này làm sao có cơ hội vào phòng thầy mà ôm ấp thầy trong đêm khuya được Vậy cho con hỏi Ông thầy như vậy có xứng đáng là một thầy tu hay không thưa bác? Xét về giới luật của Đạo Phật thì không xứng đáng Không xứng đáng người tu Bây giờ cái Đạo Phật Ví dụ như tu Đạo Phật Nói mà anh không hiểu là anh không xứng đáng rồi còn này nó đi nó, nó chuyển qua cái, cái 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 nam nữ nó còn nặng nề lắm. Nếu mà giới luật thì hoàn toàn bây giờ cô không có giáo hội cũng không phải trừng trị gì đâu, nhưng mà giáo hội không cho giữ chức chức quản lý chùa hoặc là đứng ra giảng pháp chùa, giảng pháp. Anh thiếu mất cái tư cách rồi. Thấy không? Thì cái này nó đúng ra thì câu hỏi thì chủ góp ý thôi chứ cái này đó cái chuyện này nếu mà đưa hết cho giáo hội thì giáo hội sẽ có cái cái ban kỷ luật á Thấy xử cái vụ này chứ không bỏ qua đâu còn nếu mà bỏ qua thì giáo hội khuyết điểm á rồi giáo hỏi tiếp đi dạ cảm ơn bác con hỏi câu tiếp theo ạ à? thưa bác theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình thượng tọa thích chân tính dặn cô phật tử đừng có nói chuyện này cho người ngoài biết kẻo ảnh hưởng đến danh dự của cô A. Nhưng tại sao giờ đây thượng tọ thích chân tính lại công khai lên mạng, thuộc lại rất chi tiết cho bàn dân thiên hạ biết hết vậy thưa bác? bởi vì cái này đã sai ra cái cái người tu mà nó thiếu cái kiến thức á, thiếu, thiếu cái kiến thức nhận xét thì mới nói ra những cái chuyện này. Chứ cái cái chuyện này cái ban đầu nếu mà mình mà người tu chân chánh chỉ cần phúc đầu là mình đã phản 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 bác rồi chứ không phải còn hơn nữa là nếu mà mình ở trong phòng thì mình phải có cái cái phá chứ làm sao không phá được ha đó thì để bảo vệ trước khi bảo vệ mình là bảo vệ cái danh dự cho đạo nữa rồi bảo vệ cho cái đoàn thể nữa đạo phật mà cái này đưa ra đó thì cả vấn đề sai trái rất lớn không biết tại sao mà lại đưa ra cái này không nên mà giờ lỡ đưa ra cái này rồi sao giờ đây giờ làm sao lấy được nó đã phát lên mạng rồi nó là loan tỏa đi khắp thế giới đi rồi các rồi lãnh đạo giáo hội kể cả chính quyền nữa người ta đánh giá mình rồi sao đây thôi bây giờ cái này tại con hỏi chú góp thôi chứ còn sự thật á chú cũng không đủ tư cách mà nói này nhưng mà chú phân tích về cái đạo vì chú nghiên cứu về cái đạo chú biết bởi vì trong giới luật giới luật của đạo muốn phổ biến cái thiền tông ra này thì chú phải biết cái giới luật của nó chú mới dám phổ biến chứ còn nếu mà chú phổ biến này rồi người ta hỏi về cái chi tiết gì giới luật đạo chú không biết làm sao ha. vì thế mà theo góp ý của chú thì cái này ông thích chân tính đưa ra này là không đúng lúc không đúng thời ha. mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh dự của mình không phải của mình mà có người khác luôn nữa cái người nữa rồi cả trong cái cái tập thể của cái cái chùa nữa đâu rồi con hỏi tiếp đi dạ cảm ơn bác con hỏi câu tiếp theo ạ à. thưa bác thượng tọ thích chân tính tu đến 50 năm mà giờ ngồi kể ra câu chuyện bảy tình rồi à. thấy tiếc là sao thưa bác thì cái này nó đúng cũng 3, 4, à. dạ, quá ba bốn nó lâu giờ <laughs> kêu bằng dấu dạ, kính lâu quá và chịu không nổi phải bung ra nhưng mà cái này là gọi là thần khẩu hại sắp hà mà, cái chỗ này, này Đã giấu được 50 năm thôi thôi bỏ luôn đi Cho, cho nó xuống mồ chôn nó luôn cho rồi đi <laughs> Bây giờ 50 năm sau mới kể lại là sao Phải không Đâu Rồi con hỏi tiếp đi Dạ con hỏi câu tiếp theo ạ à. Thưa bác Thượng tọ thích chân tính Là trụ trì chùa Hoàng Pháp Thì tu được 50 năm Bỗng dưng kể chuyện tiếc việc làm tình Thượng tọ thích nhập từ Trụ trì chùa Giác Ngộ thì chỉ công thức làm tình và hướng dẫn sử dụng dụng cụ kích dục. Còn Thượng Tọ Thích Trí Minh, Chùa Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Nai thì khẳng định cái hạnh phúc, cái sướng của sơ thiền gấp 16 lần cái cực khoái của quan hệ nam nữ dân gian. Thưa bác, đây là những thầy nổi tiếng và tu lâu năm nhưng lại rất thích hay kể chuyện làm tình, bảy tình. Thưa bác, có phải các thầy tu lâu năm quá kiềm chế dục vọng lâu quá kiềm chế không nổi rồi buộc miệng thốt ra phải không thưa bác này nguyên tắc thế giới vật chất nó vậy thế giới này nó vậy bởi vì có nhiều khi cái, cái bởi vì ông phật đó, ông ông dạy cái đạo không phải đơn giản đâu chính ông quăng đầu ông cũng phải thử cái này để trải qua để chi để rồi về sau mới dạy được còn bây giờ tất cả thế giới vật chất âm dương này cuốn hút mà Ai mà nén là nó không chịu nổi Bởi thế giới này nó là vậy Giống như con ra biển sống Thì con phải bắt buộc phải chịu, phải, phải chịu sống chứ, chứ không có nén được Vì thế mà Đức Phật phải trải nghiệm qua một cái cuộc âm dương này Rồi để chi? Để ông còn nói là ông mới giải Ông mới dạy từ cái giải thoát và cái luân hồi Chứ nếu mà ông trải nghiệm này cái 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 cái, cái, cái giải thoát ông dạy được vì thế mà tất cả những người tu mình bây giờ mình không nói tu mà nó ép sai cam dương nó sai tu là cái gì tu để sửa lại cái con người mình rồi để điều chỉnh cho nó đi cho đúng mà thứ nhất sau cùng để đi thoát ra cái quy luật này là phải hiểu cái công thức này đó bây giờ nếu mà trường hợp mà cái đạo phật mà tu mà đúng theo lời của đức phật dạy rất dễ tu mà nó không có phải nó phải vướng lăng nhăng về cái, cái âm dương này nữa đã hiểu hết rồi đã hiểu hết rồi thì không có liên tiếp nữa Đó. còn bây giờ mình không hiểu thì đương nhiên là cái tư tưởng của mình cái tưởng của, của tánh của người nó phát ra mà bởi thế giới này còn cái thế giới bảo vong mà chứ đâu phải làm sao kìm nó được vì thế mà nhiều người nó nén quá thì chịu không nổi thì nó phải thấu lộ bằng cái gì thấu lộ bằng cái miệng cơ thể không được rồi thố đâu bằng cái miệng có vậy thôi không hiểu thế giới vật chất này mà bây giờ mình nói cái này thì không được bởi vì cái giới luật á ngày xưa đức phật bây giờ giới luật ở đây là tu việc kêu bằng tu ở trong cái cái tập thể chứ sự thật nếu mà tất cả người tu muốn giải thoát không tu trong tập thể biết rồi đi đơn phương đơn phương đơn phương đừng có tập trung tập trung là, là có chuyện bởi thế giới này mà thế giới âm dương hơn thua mà vì thế mà tại sao có cái nhiều mà cái nơi mà tập trung thì là phải có cái luật có cái nội quy có cái điều lệ của nó là nói vậy á còn nếu con ở riêng một mình không có điều lệ và trò trần mà vì thế mà cái thiền tông nó ra đời nó chỉ là cái rất đơn giản nhưng mà cũng không dám nói rõ nữa chỉ nói sơ cho biết thầy thôi thôi vì thế mà có nhiều thầy ấy, bây giờ ra giảng không biết cái ông Phật dạy cái gì rồi phải đem cái chuyện này vô chuyện kia vô rồi giảng có nhiều khi đem cái đạo khác vô nữa nó sai đạo Phật đạo Phật mà nào đạo Phật mà không chịu nghiên cứu đạo Phật mà đem cái đạo khác vô rồi con suy nghĩ sao rồi còn ra cái gì những vị tu nữa vì thế mà ông Phật ông biết khi mà cái thời văn minh nó lên cao vật chất lên cao được bắt buộc phải công bố này ra để chuẩn lại mà ông Phật cũng nói là chuẩn được nhiều hay nhiều chứ không phải là chuẩn hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo ạ. À. Thưa bác, các thầy đi tu không hiểu quy luật vật lý, kiềm chế, đè nén dục vọng. Khi kiềm chế không được thì phải thốt ra miệng nhiều lần. Mặt khác, đường giác ngộ và giải thoát thì mù tịch. Như vậy, họ đi tu vì cái gì, thưa bác? Sao thầy thích chân tính, không hoàn tục về nhà, sống bình thường, cho thiên hạ đỡ dèm pha chứ đi tu mà không giác ngộ lại kể chuyện phàm tục khiến người đời khinh thường như vậy thưa bác Thế phần này thì nó đúng là cá nhân của mỗi người nhưng mà muốn tham gia vào cái này thì chỉ có giáo hội thôi vì giáo hội quản lý ổng mà, Thấy không thì giáo hội cũng được quyền cái này còn nếu mà mình ở bên ngoài chỉ biết thôi từ nghe trên mạng nói rồi tụi con lấy hỏi chú rồi chú chỉ phân tích theo cái luật thôi chứ không phải có không có ý kiến gì trong cái này được hết thấy yeah. không rồi câu hỏi tiếp đi dạ câu hỏi tiếp thưa bác trong kinh có kể lại lời nguyền của ma vương ngạo nghễ nói với đức phật vào thời của ngài như sau này cô đàm nay ta không làm gì được ông nhưng ông nên nhớ sau khi ông nhập diệt thì các đệ tử của ông bên ngoài thì mặc đồ như ông nói là tu và làm theo lời ông nhưng bên trong lại làm theo sự suối bảo của ta. Thưa bác, ngày nay, việc các thầy không biết đường giác ngộ và giải thoát của Đức Phật dạy, chỉ đi rao giảng những thứ tào lao, rẻ rúng và thậm chí là kinh tởm như hướng dẫn sử dụng, dụng cụ kích dục, bảy tình, vân vân Thưa bác, đó có phải là lời nguyền của ma vương thực sự đã đến rồi hay không, thưa bác? Chắc chắn rồi. Cái thời buổi này gọi là, Đức Phật gọi là thời mạt pháp, là cái cái pháp của Đức Phật dạy nó mất rồi cứ mà mất luôn giống như con nghèo mặc riệp hết hết thảm bộ đồng nào đó. vì thế mà cái pháp của Đức Phật không còn một chút xíu nào vì thế mà nó nó lộn nhặt cái này kia đưa vô đưa vô cái đạo Phật thành ra cái đạo Phật nó mới tạp nhạp như bây giờ vì thế mà Đức Phật mới cho chuẩn quá lại nhưng mà nên nhớ một điều chuẩn quá trong cái trong cái đám mà mà mạt pháp này khó lắm, chứ không phải đơn giản nó giết mình luôn ạ các tổ hồi xưa mà chỉ nói sơ sơ nó giết ổng ạ vua trần Văn tông á mà chỉ nói sơ thôi bảo làm vua đó mà còn phải sợ, sợ sợ sợ, mấy cha ông mà kêu bằng tham lam này, này thấy không ông phải trèo lên núi luôn, trốn ở trên nó không phải đơn giản đâu người thôi bây giờ đức phật cho ra cái pháp môn thiền tông này để là chuẩn lại thì chuẩn được cái phần nào hay phần nấy chứ mình cũng không muốn là chuẩn 100% được đâu vì cái thế giới này thế giới tiền bạc mà sống bằng tiền bạc mà thế nào phải sống sống uh, kêu bằng uh, sống thanh tịnh giống như mà phật nói cái đất bảo dông không có vụ thanh tịnh được đâu nó thiệt con rồi con hỏi tiếp đi dạ cảm ơn bác con xin hỏi câu cuối cùng ạ thưa bác thầy thích chân tính nói Ban đầu chưa tu, thầy mê gái 10, mê Phật 0. Tu một thời gian, thầy mê gái 9, mê Phật 1. Và đến bây giờ, thầy mê gái 2, mê Phật 8. Thưa bác, vì sao thầy thích chân tính tu 50 năm mà toàn mê, chứ không giác ngộ được chút nào hết vậy, thưa bác? Là vì uh, thiếu cái phương hướng. Nếu mà vô tu theo Đạo Phật thì phải đi bằng cái phương hướng trước nhất là tôi vô tu đạo Phật để được cái gì phải dùng cái này nè à tôi tu, tu đến mục đích đó cái gì nhưng mà khi các thầy mà vô mà tu không 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 được cái mục đích để mình tu đó, thì chắc chắn phải xài vì thế đã sai rồi mà nó còn nó còn ham danh ham tiền nữa thì nó càng sai nhiều hơn nguyên tắc đó, những người nào mà không hiểu giác ngộ giải thoát mà đứng mà dạy người ta là là ham danh ham tiền thì chắc chắn là hoàn toàn sai một trăm cái thế giới này nó là vậy thôi giống như con hành những nghề gì mà con không biết á con, con đi ra con nói chuyện với người ta làm sao con nào trúng được rồi con phải tưởng tượng nó sai vì thế mà ông phật ông biết ông bảo cho chuẩn hóa lại là cái chỗ này rồi con hỏi tiếp đi dạ câu hỏi của con đã hết con xin cảm ơn bác ạ à. rồi cảm ơn con đã hỏi Dạ con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. À. Dạ thưa bác con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, con cư ngụ quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác vừa qua con có xem một cái video có tựa đề là Hoàng Pháp qua truyền thông mạng đăng ngày 19 tháng 5 2022 trên kênh Đạo Phật ngày nay. Trong video này tại thời điểm 1 giờ 24 phút ông Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ có nói như sau. Khi có các điểm dị biệt người ta nêu ra thì con lên tiếng. Ví dụ như là trong 3 năm qua họ đang đánh con, đó là nhóm Thiền tông Tân Diệu. Họ lấy một đoạn giảng của con vào năm 2007, trong đó con nói đến năm cấp độ tiến hóa tâm linh, thấp nhất là dục, kế đến là tình, kế đến là tưởng, kế đến là thức và cuối cùng là trí. Khi phân tích về dục thì đạo phật nói rất nhiều về vấn đề này nhưng mà họ cắt xén 30 giây ráp qua ráp lại rồi họ nói con là chuyên gia tình dục dạy tình dục từ a đến z dạ thưa bác à, qua cái đoạn phát ngôn này của ông thích nhật từ thì con xin được phép hỏi bác một số câu hỏi như sau ạ à? dạ thưa bác bác là viện chủ của chùa thiền tông tân diệu vậy bác nghĩ thế nào khi ông thích nhật từ sử dụng cụm danh từ là nhóm thiền tông tân diệu trên thực tế là có nhóm này không ạ à, thưa bác? À, để trả lời cho ông thích nhật từ chùa thiền tông tân diệu không có cái nhóm mà nó có cái tổ chức là ban quản trị mà đứng đầu là một thiền tông sư không phải đơn giản đâu một thiền tông sư. Việt Nam chưa có chưa có ông thứ hai mà tổ chức theo một cái ban quản trị nó có phó diện chủ thiền thông sư là diện chủ phó diện chủ trưởng ban quản trị và bốn phó trưởng ban phụ trách các ngành 16 cái cái tổ lệnh làm việc theo cũng các ngành mà đã được đăng ký nhiều nhiều lần rồi, năm năm 2022 đã đăng ký chính quyền. Tôn chỉ của chùa Thiền Tông là tu cái gì? Tu giác ngộ và giải thoát, đăng ký chính quyền, chính quyền rất đồng ý, rất quan nghênh. Nhưng mà trong cái tổ chức này người ta có cái tổ chức của cái ban quản trị chứ không phải là cái nhóm. Thích Nhật Từ nói là cái nhóm là sai, sai là chỗ này, ta có cái tổ chức đàng hoàng mà đã được đăng ký với chính quyền là được đàng hoàng chứ không phải là cái nhóm. Còn bác nói về cái nhóm mà cho tụi con nghe thế này, nhóm là cái gì? Nhóm nó có hai cái loại. Một cái loại nó có cái tổ chức giống như vừa rồi đó, thì có cái nhóm tập thể nhân dân làm chủ quốc gia được đảng cộng sản phân công đàng hoàng, có người công, có người chấp nhận cho cái nhóm tập thể này hoạt động, gọi là cái nhóm. Rồi nó hợp pháp. Còn mà cũng có một cái nhóm nữa, gọi là nhóm không hộp pháp mà nhóm ô hộp. Ví dụ cái nhóm nó thành lập nó muốn nói cái gì, nó sẵn nó dạy cái gì nó nhưng mà nó không hiểu. Nó tập mà năm bảy người, năm bảy chục người rồi mỗi người nói một kiểu, đó là cái nhóm ô hộp. Hợp. Nên nhớ là nhóm thì có nhóm tập thể mà được nhà nước công nhận. Hai là cái nhóm ô hộp Muốn chửi ai thì chửi, muốn nói ai thì nói Có phải chú ý cái chưa này nè Trong năm bảy người mà không đồng nhất Gọi là nhóm ô hộp Muốn làm ở cái trung diện gì đó Bảy tám người không ai nào giống ông này 10 ông nói 10 kiểu Là cái nhóm ô hộp Thì bác trả lời cho con biết là Con phải phân tích là Phát nhận là chùa Thiền Tông không phải là nhóm Chùa Thiền Tông tương diệu là ban quản trị Đứng đầu là một diện chủ một thiền tông sư đàng hoàng còn ở dưới thì nó là tất cả là thiền tông gia hết có nghĩa là có, có chuyên nghiệp hết có giấy có bằng đàng hoàng chứ không phải là mơ hồ còn nhóm á nhóm mà nhóm phải là nhóm tập thể được chính quyền công nhận gọi là nhóm hợp pháp còn nhóm ô hộp muốn nói gì nói muốn chửi ai chửi muốn khi ai khi muốn nói gì nói vì nội cái danh từ cái nhóm này mà còn không hiểu thì làm sao mà thành lập được cái 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 tiêu chí mà cao hơn được, thấy không? Nên nhớ là cái nhóm mà không có tổ chức rõ ràng, mỗi người nói một nơi gọi là nhóm ô hộp. Rồi con hỏi thêm đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, con xin hỏi tiếp là ông Thích Nhật Từ có bình luận về bác, về sách của bác và về chùa Thiền Tông Tân Diệu nữa về hơn 10.000 Phật tử tu theo pháp môn thiền tông. Ông ta cho rằng bác và những ai đọc sách mà tin theo bác đều là tâm thần hoang tưởng. Vậy thì thích nhật từ đánh bác và 10.000 Phật tử trước có phải không ạ? À? Nói đúng ra đó, nhà ta có bằng tiến sĩ ta muốn nói gì nói. Nhưng mà bây giờ đó, muốn mà thách thức với bác, đó, bác rất vui vui lòng mở một cuộc kia mà tranh luận có báo chí rồi có đài truyền hình rồi có nhân dân có chính quyền tôn giáo phụ trách kêu mà đến chứng kiến bác rất mừng đừng có khi nào ở nhà mà nói một mình người ta khi mình muốn lên võ đài cứ treo lên Nghe không ai thắng ai thua biết trên cái võ đài còn muốn tranh luận đúng sai thì phải có tổ chức độ đàng hoàng Bác chấp nhận tất cả còn những cái người mà nói mà không dám ra mặt đó, thì xin lỗi giống như con con rùa thôi rùa con rùa rút cổ thôi đừng có đừng có chơi con rùa rút cổ muốn nhào lên Nghe không bất cứ ai cũng vậy đừng chửi thì bác không có chửi bác thì không có quen cái cái, cái danh từ mà chê và chửi người khác bác không có quen cái danh từ này còn người nào mà quen danh từ chê chửi khinh chê bởi vì cái danh từ mà chửi khinh chê này nó có nhiều khi chửi tới giáo chủ luôn á nói cho con biết con biết không có cái ông mà bà, bà không nói nói thì vết lòng chửi giáo chủ không biết chữ luôn á chửi giáo chủ không biết tu thiền luôn á chửi giáo chủ không biết tu thành phật là tu sao á nói cho con biết nó nó ô hộp vậy á đây là cái... Đây là bi kỳ bất Đức Phật nói là cái đời mà Pháp nó loạn là. Loạn Pháp, loạn ngô. Muốn nói gì thì nói Thường thường người ta sống trên thế giới này người Ta sống bằng kỷ cương pháp luật Nói thì phải giữ lời Muốn chê, muốn chửi ai Thì phải rõ ràng ra mặt Nghe không? Mình, nhà nước không có cấm cái chuyện này Nhưng mà nếu mà anh chửi người ta Thì ra tòa Tòa xử nhiều anh phải chịu nhiều Thấy không? Chứ còn bác thì con nếu mà nói về kinh khê bác gì thì bác không bác rất vui nhưng mà bác muốn là cái gì của bác đưa ra đó thì phải đấu chất với bác vì sách của bác viết ra đó bác viết gì thiền tông dòng chảy mạch nguồn thiền tông thiền tông này có 36 mươi tổ nó còn có có tên tuổi đàng hoàng mà có có nơi cư trú đàng hoàng phải không Việt Nam mình có ba, ba người Trong đó có một ông vua Không phải là đơn giản đâu Cái thiền tông không phải đơn giản đâu Còn còn đạo Phật là gì? Đạo Phật là cái đạo Đi khắp nơi Trái đất và tam giới này Về Phật giới luôn Còn nó mới là đạo Phật Nó Mình muốn hiểu cái cơ bản này Mình hiểu những cái danh từ này Mình mới hiểu được cái cái đạo Phật được vô đạo Phật mà không hiểu những cái ngôn ngữ nó thì đừng có vô vô nói tầm bậy tầm bạ phải không thì nó không nên bây giờ thì không thấy gì chứ khi mà đã nhắm mắt đi rồi mà ông thần ông thần dẫn đi thế giới này là thế giới mà thần Thánh Tiên quản lý mà chứ đâu phải đâu ông Phật chỉ là một vị đến đây nói cho biết cái công thức đi ra thôi và biết cái quy luật nhân quả trên trái đất này thôi Vì Phật là có có hai nhiệm vụ này nói cho biết nhân quả trên đất này và nói biết con đường đi ra Hoặc vậy thôi ông dốt ông tốt ông thương ông thương con con người ông nói vậy thôi còn ai chửi chửi cái chuyện của ông hoặc ai xin chê cái chuyện của người ta nhưng mà nên nhớ rằng nào cái người mà chê chửi người ta nếu mà công khai đấu chắc rất tốt còn nếu mà chê chửi mà ngồi ở nhà thì giống như con rùa con rùa rút cổ thôi kệ mình cũng không trách ra chi rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép hỏi tiếp ạ, à, thưa bác. Ông Thích Nhật Từ nói rằng nhóm Thiền Tông Tân Diệu đang đánh ông ta về mặt truyền thông suốt 3 năm qua. Vậy thì trên thực tế là chùa Thiền Tông Tân Diệu đã làm gì mà khiến ông ta lại nghĩ như vậy ạ? À? Chùa Tân Diệu. không có đánh ai, ai lại hỏi thì bác trả lời không hỏi thôi chứ bác không khi đánh ai trò trời, thấy không? còn mà nếu mà đánh cái đánh là có nhiều khi là bởi bởi kiểu bằng hệ là Việt Nam mình mà là chín mươi mấy triệu dân là chín mươi mấy triệu người ông nói đúng thì người ta khen ông ông nói sai thì người ta phê bình ông thôi chứ không có đánh ông đâu ông tiến sĩ ai dám đánh ông thấy không ông hiểu ông sai làm cái chỗ này, này, chùa tân diệu không có không có đánh ai hết mà ai thắc mắc gì thì người ta không lại hỏi bắt trả lời vậy thôi ai thắc mắc hỏi trả lời còn thắc mắc thôi chứ không có đánh đánh cái gì mình bác có mình bác rồi đâu có làm có ai đâu có phụ tá đâu rồi đánh thấy không còn nếu đánh là sai đánh là chính ổng á ổng chửi người ta đó ổng cua môi kho mỏ ông chửi người ta, rồi lại đánh đó. đánh bằng cái mỏ đó chứ bác có chửi ai đâu thấy không bác còn khen ổng là thánh tăng mà làm sao dám chịu đánh thắng thấy không người ta đánh bằng roi chứ ổng đánh bằng cái mỏ đó đó à, ông sửa lại sửa lại cái danh từ đánh lại rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác dạ con xin được hỏi tiếp ạ à. thưa bác ông thích nhật từ cho rằng đạo Phật phân tích rất nhiều về dục là mức thấp nhất trong năm cấp độ dục tình tưởng thức và trí khi nói về dục thích nhật từ chỉ chú trọng đến chuyện thỏa mãn tính dục bằng dụng cụ kích dục còn trên thực tế thì Đức Phật đề cập đến những vấn đề gì bao hàm trong chữ dục này ạ à, thưa bác Đức Phật ai dạy theo kiểu mệt nhơ bẩn vậy Đức Phật dạy có bốn giác ngộ giải thoát thôi rồi Đức Phật dạy về sáu con đường luân hồi con đường đã về Phật giới rồi ông chỉ phân tích trong cái không gian này thôi giác ngộ là hiểu biết mấy chục năm ông dạy là về hiểu biết sự thật trái đất này tam giới Phật giới thôi Đúng không có giải kích dục phần nào đâu cứ nhật tìm đi tìm trong cái sách nào mà đức phật dạy tình dục đâu thấy không mười hai bộ kinh đại thừa đâu có cái kinh nào mà dạy tình dục thấy không đó, cái này là ổng là du khống, cho đức phật đó. còn cái này ông dạy tình dục là mấy ông sao này đặt ra nè chứ làm sao có chuyện này ông phật có dạy là thế giới vật chất âm dương này khó mà thoát ra cái quy luật này chứ không phải dạy cái này ổng chỉ gì, rõ vậy gì thôi thấy không còn vật chất âm dương này đó mười người tu á chín người ham tiền rồi rồi sao nó khó là chỗ này thành ra ổng nói là vì thế mà đức phật khi mà ổng dạy mấy pháp môn pháp môn thứ sáu không dám dạy giao giao cho lông nữ đi đến đời khi nào là người giọng binh nó khôn á thì mới nói cái này cho người ta nghe không nghe thì thôi mà rõ ràng nói ra nó chửi trên đời này không có ai mà ngược ngạo đạo phật là đạo giác ngộ người ta chửi, dạy giác ngộ chửi chửi cho khùng điên ma ma dương vậy đó. dương giải thoát rồi nữa tâm thần chứ không trên đời này không hiểu tao thiệt rồi không thấy rồi bây giờ người ta đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát bằng gạch là dạy giác ngộ thì nó ma dương còn chợ giải thoát qua tâm thần rồi sao con suy nghĩ thôi con là người có trí tuệ con phân tích coi sao mà thôi bây giờ ai nói Đức Phật biết trước Bây giờ Đức Phật biết trước nè Khi mà ông dạy ra Ông nói được về sao Đệ tử ông chửi không? Chửi ông luôn chửi, chửi đủ thứ rồi. Mà giờ con con lên trên mạng Còn thiếu gì người chửi Đức Phật không? Chửi Ông này biết chữ đâu mà viết sách Viết kinh Thấy không Rồi ông này có Làm sao mà biết chữ à, à, Tiền tiền mà tiền là Có biết tiền đâu mà tiền Thì không có chữ rõ ràng có người ta chửi ông á đức phật biết trước chứ không phải không nhưng mà ông nói thôi không thao đâu chửi như lai đó tội không nặng bằng khinh chê cái thiền tông này chửi như lai xuống 18 tầng thôi còn khinh chê cái thiền tông này hôm qua 19 chín xuống hầm rửa vô hầm lửa lớn luôn á ông phật chỉ nói vậy thôi chứ ông cũng không chứ ông không ông chỉ nói cho rõ ràng cho biết vậy thôi chứ không phải ông nhắc nhở vậy thôi chứ không phải là ông muốn trù ai đâu ông nói à, con đi con đường đi đường đó đi đó, phải qua bao nhiêu cái cầu đó? thì ông biết ông nói cho biết rồi qua cầu thì đương nhiên là nó không bằng nó không có trôi chảy bằng cái đường đường xuông phải không rồi con hỏi tiếp đi dạ bác con con thấy ông thích nhật từ á bác ổng lên mạng ổng kêu là hơn mười mấy ngàn ngôi chùa bắt trước giống ổng là tổ chức đám cưới trong chùa với mục đích là để phổ biến lời dạy của Đức Phật trong kinh thiện sinh Bác coi vậy có sướng không? Giả bộ lấy cái chuyện là phổ biến kinh thiện sinh để mà hả, là kêu gọi để mà tổ chức đám cưới trong chùa Bác con vậy có sướng không? Rốt cuộc là con không hiểu là ổng muốn tổ chức đám cưới trong chùa để lấy tiền Hay là ổng muốn mượn cái chuyện tổ chức đám cưới để mà dạy kinh thiện sinh Vậy theo bác con hỏi bác chứ ổng ông muốn cái nào? thấy ông này ổng hình như ổng khoái sướng cái vụ lấy tiền hơn là cái vụ phổ biến kinh thiện sinh nó bắt nó thấy vậy đó. nguyên tắc tất cả người mà ở trên thế gian này tổ chức cái gì cũng vì tiền không tiền không ai tổ chức nó thiệt con kể cả giảng đạo cũng vậy giảng đạo cũng phải có tiền mới giảng chứ không ai mà trả ngồi trả lời không đâu Đấy không? giảng đạo phải có tiền nó phải vậy thôi mà giảng đạo đúng mà có tiền không nói gì mà giảng tào lao nó mới chết nè Đạo Phật là Đạo Giải Thoát, có nhiều đó thôi, mà không ai đề cập đến hai cái chữ Giải Thoát này. Mà nói cái gì nó trên trời vậy đó không? Rồi chửi qua, chửi lại, chửi người này kia. Chửi rồi sung quá là chửi luôn ông Phật luôn. <laughs> nó, nó chửi sung quá là chửi luôn, luôn ông Phật luôn, ông Phật không biết chửi. Trời ơi, ông cái ông giáo trộn viết rồi mấy ngàn quyển sách mà ông không biết chữ chứ không? rồi con suy nghĩ sao thì thôi ông phận nói là tới cái đời bạt pháp rồi cái pháp nó mất rồi thì nó muốn làm gì làm thì làm ơn á kêu lông nữ làm ơn á. phụ công bố này ra đi cho nó chuẩn được người nào hay người nấy người nào người ta thích là tu giải thoát còn tích thôi nó muốn làm gì làm à, rồi nó muốn xuống địa ngục rồi nó xuống hầm lửa lớn đi đâu kệ người ta <laughs> rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác con xin được hỏi tiếp ạ à. thưa bác Thích Nhật Từ cho rằng là Đạo Phật phân tích nhiều về dục. Nhưng con chưa từng thấy kinh điển nào nói là Đức Phật giảng về việc sử dụng dụng cụ kích dục về từng suốt quan hệ vợ chồng như là Thích Nhật Từ hết. Hơn nữa, Thích Nhật Từ đi tu từ năm 14 tuổi nhưng lại rất rành về những chuyện mà còn hơn cả người sống ở ngoài đời. Vậy nếu như gọi ông ta là chuyên gia về lĩnh vực tình dục học thì con nghĩ là nói như vậy đâu có sai đúng không bác? đúng rồi đây là cái nghề của ông hả làm sao sai được cái nghề của ông hả? con suy nghĩ là trong tất cả các vị tu không có người nào có cái nghề giống như nhật từ ổng đâu tu cái nghề đó nghề đám cưới nè nghề tình dục nè nghề bóng đá nè nghề du lịch nè ổng đa nghề lắm giỏi lắm nó đúng là ổng số một hả? nếu về tu về nghề số một tu giải thoát tu giải thoát thì ổng không có biết nhưng mà ông ổng được giác ngộ ông tu giác ngộ nhưng mà giác ngộ thì ông ông giải thích là cái gì mà đẹp là ông đây ông đem ông đem về nhà đó. rồi giác ngộ người ta thì giác ngộ văn học việt nam giác ngộ là hiểu biết còn ông giác ngộ thấy cái gì ngộ ông đem vô vì thế mà cái chùa cũng rất đẹp thấy không ông thấy cái tượng phật cũng phết rất đẹp ngộ ngộ phết rất nhiều lắm thấy không cái này là số một à. mấy người tu số một à rồi có hỏi tiếp đi dạ dạ thưa bác à, ông thích dự từ nói tiếp nếu mình không lên tiếng thì sẽ bị ngộ nhận quần chúng sẽ tẩy chay. do đó mình phải có phản hồi ngay lập tức dĩ nhiên là đã phản hồi rồi mà họ vẫn chưa dừng thì lúc đó phải nhờ luật pháp thôi không thể nói bằng ngôn ngữ hộ pháp mà phải nói bằng ngôn ngữ tiêu diệt để sĩ dạ thưa bác trong đoạn này con xin được hỏi tiếp bác như sau từ lúc mà con nghe nhóm nhân dân làm chủ phản ảnh nhiều vấn đề về chuyện thích nhật từ rao giảng trên mạng kể cả gửi thư yêu cầu ra đối chất về giáo lý đạo Phật nhưng con chưa thấy ông ta ra đối chất mà vẫn cứ im lặng né tránh chấp nhận làm con rùa mù rút đầu không dám ra đối diện với nhân dân vậy còn cá nhân bác và ban quản trị chùa thiền tông tân diệu thì có nhận được sự phản hồi nào của thích nhật từ không ạ à? Vì trên đây ông ta có nhắc đến cụm danh từ là nhóm thiền tông tân diệu đó thưa bác Hoàn toàn không, ông không có nói Ông có chửi thôi chứ không có không có nói Không có nói gì tranh luận Hoặc là không có nói gì thừa ra trò Thấy không? Mà ông có cái chửi chùa thôi nè Ông chửi chùa, chùa, cái, cái, cái nhóm chùa Tân Diệu là cái nhóm ô hộp Cái nhóm không biết gì không? Cái nhóm mà lừa đảo á Nhưng mà bác đâu có lừa đảo đâu bác chỉ phân tích thôi Thấy không mà hơn nữa bác cũng đến tránh là cái chùa không phải là cái nhóm mà cái ban quản trị được nhà nước công nhận được chính quyền công nhận cho hoạt động mà hàng năm không có không có sai trái gì hết mà công bố quyền ký cũng vậy nhà nước và xã hội cũng cho giải đáp thiền tông nhà nước xã hội cũng cho sách xuất bản ra nhà xuất bản tôn giáo nhà xuất bản hồng đức đàng hoàng nhà xuất bản tôn giáo là của bộ nội vụ nhà xuất bản hồng đức thì của hội luật gia việt nam mấy ông bác làm gì cũng đúng thôi. còn bây giờ thì nếu mà nếu mà bắt mong mong là đưa ra tòa kiện cái này kiện là kiện là kêu ông làm mấy đơn đó là cái chùa tân diệu này tu tà đạo thứ hai nữa 10.000 người tu theo cái tà đạo này đó, đưa ra tòa thưa cái này rất thì bác sẽ đi hầu rồi bác sẽ rủ Một 10 ngàn người 10 ngàn nhân dân đi ra hầu đó, giờ biết sao giờ thấy không thì nếu đưa ra tòa bác văn nghìn thì để khi có cái chuyện nói tôi ra tòa cơ tôi có việc tôi trình bày thôi thấy không tôi nói là đạo phật là đạo giải thoát mà giác ngộ giải thoát như vậy không thuốc mà anh chửi tôi được tâm thần quan tưởng thì tùy theo tòa xử sao xử Đấy không? ra tòa chú được mừng còn bây giờ nếu mà chú kiện ra tòa chú phải đóng án phí không có tiền đóng rồi sao đóng đóng rồi, rồi mời nó không ra rồi sao rồi, rồi tòa cũng cười không hả phải không rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác dạ thưa bác nhân dân làm chủ khắp nơi đã báo cáo với giáo hội phật giáo việt nam và ban tôn giáo chính phủ về những sai phạm của thích nhật từ trong việc giảng dạy không đúng với giáo lý Nhất là lợi dụng chức sắc tôn giáo để mạ lị 10.000 người tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông là tâm thần hoang tưởng Vi phạm hiến pháp và luật tôn giáo tín ngưỡng Nhóm thiền tông tân diệu cũng là nhân dân Nay thích nhật từ tiếp tục ham dọa sẽ nhờ đến luật pháp để nhóm thiền tông tân diệu này phải dừng, phải im Vậy thưa bác, thích nhật từ sẽ làm gì nhóm nhân dân này ạ? À? Nếu ông nói vậy là ông thưa ra chứ gì này, ông thưa ra tòa à? thì giờ cũng nên rồi cũng mong ổng đưa ra tòa cho nó vui chút thì sau xong rồi thì thông báo lên ai tu theo thiền tông đó, ra tòa hầu bây giờ nó thì còn phải 10 ngàn người tu đó bây giờ bốn chục ngàn người tu thưa đi nghe không bốn chục người ngàn người này là cũng là bệnh tâm thần quan tưởng đó. ông nói mà hồi trước là mà, ông nói này mấy năm là 10 ngàn mà bây giờ lên tới bốn chục ngàn người thì bốn chư người này quan tâm thần quan tưởng đó thì cũng mong là tòa đã kêu ra xử rồi trước khi xử thì hai bên phải đấu chất để cho tòa lấy biên bản tôi thì vậy tôi giác ngộ giải thoát á có bốn chữ thôi còn ông nhật từ á là chửi tụi tôi đó là tâm thần quan tưởng tôi không có chửi nha tôi khen ông là thánh tăng thánh tăng chửi rất hay thấy không rồi còn thì mấy chục ngàn người tu cũng quan tưởng đó thì tòa cho lập cái 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 đấu chất trước rồi mới đem vô xử liền ổng á Ông trong cái chùa giác ngộ mà ổng ổng dạy giác ngộ mà ổng dạy tình dục đó. mà không có đóng mà không có đóng môn bài đó nha rồi rồi, rồi rồi, rồi, ông kinh doanh gì đám cưới ông không có đóng môn bài luôn mà không đóng thế luôn nguyên tắc á các nhà các nhà hàng đám cưới á thì phải có đóng môn bài và đóng thuế 10% thu nhập hay là 15% gì đó tùy theo mà dọn hành đủ thứ nghề hết đó à, đâm đám cưới nè bình luận bóng đá rồi biết bao nhiêu tiền à, rồi là bán bùa bán phép nữa nè rồi dạy tình dục cái tình dục này ông ba học mới mấy cái dụng cụ này điều ra hỏi coi ông sản xuất được bao nhiêu cái đâu phải đông thế chứ sản xuất được nhiều phải đông thế chứ chứ không lẽ kinh doanh rồi ông kinh doanh lậu không được thì bác cũng mong rằng nhật từ bác cũng nói con biết là phản hồi lại đi đưa ra tòa càng sớm càng tốt đừng để lâu quá không được thấy không nhưng mà đưa ra tòa thì phải phải thừa có cơ căn cứ đàng hoàng à, thừa cái gì thấy không thưa chùa thiền Thông dân nói cái gì thì phải nói cho rõ ràng còn tôi chửi chùa thiền Thông cái gì cũng phải nói cho rõ ràng đây ra đi bữa nào ra cái tòa nào kêu đi rồi bắt đầu thì tôi cử nguyên cái ban quản trị đi đi ra để kêu bằng đấu chất và ổng rồi kê khai với tòa với, với, với tòa nhờ tòa xử nếu mà nếu mà đấu chất xong rồi tòa xử 5 phút xong Nghe không? Mẫu, rồi bây giờ mỗi người một lá phiếu à. ai 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 nhiều rồi là người đó thắng đó. vô này không có cãi mong ổng là mong ổng là cứ đưa ra tòa đi cho nó định dứt khoát đi mà bác cũng nghe nói chính ổng là người cấm không cho chùa tiền tông dân rượu xuất bản quyền giáo lý tôi nghe nói nhân dân nói vậy không biết phải không ra đi đưa ra tòa thì có phải có phải vậy không cho nó còn nhiều cái chuyện bí ẩn đâu bác không nói để ra tòa rồi bác khai hết trong nhà rồi con hỏi tiếp đi. dạ à, dạ thưa bác dù là tu sĩ Phật giáo có chức sắc và tu lâu năm Nhưng nếu làm chuyện bậy bạ Không đúng với giáo lý Không đúng với luật pháp Không đúng với giới luật nhà Phật Thì nhân dân nên có thái độ như thế nào Đối với loại tu sĩ như thế này ạ Bây giờ đó Nguyên tắc ấy, nhân dân thì phải bàn lại Rồi đưa ra từng điểm Rồi nhân dân phải bàn Chứ bây giờ không nói được Bởi vì bây giờ con á đó... Con đưa ra những cái điểm rồi nhân dân bàn xong rồi nhân dân bàn rồi gửi lên chính quyền đó lo cái chuyện này là gì là sao là đảng cầm quyền giao nhân dân làm chủ có cái gì sai trái nhân dân báo cáo cho đảng biết thì nhân dân phải có lo nhiệm vụ này thì con phải, con cũng à, gần ai đó thông báo cho biết bây giờ nhớ vậy đó đảng và giao mình là nhân dân làm chủ đó và tôi thấy vậy là bà con sao nếu chịu rồi ký tên gửi đi gửi cho đảng biết mà nói cái gì phải có sách nói có sách mới có chứng à. À, thí dụ ông, ông ông nói tôi không có dạy tình dục thì còn phải quay cái băng ông dạy thấy không ông nói cái gì phải kèm theo cái băng chứ ông không có cãi được ông này ông này mà không có cái chứng cứ ông cãi đó thấy không Chùa Thiền Thông Quang Diệu không nói nặng ông một lời Mà còn ông nói là chùa Thiền Trọng chửi ông Là lời đi thưa Mà trong khi đã ông chửi Chửi ông chủ chùa đó Tâm thần quan tưởng mà tôi tôi đi khám bác sĩ đâu có tâm thần gì đâu có quan tưởng gì đâu tôi nói một là một hai là hai chứ đâu có nói trật đâu, có trật đâu Thấy không thì bây giờ đã sẵn cái dịp này thì tụi con sẽ họp lại nhân dân họp lại làm một cái bài cái yêu cầu ông phải dứt khoát dứt khoát là ông muốn tranh luận thì phải ra tòa chứ đừng có ngồi ở nhà nha nên nhớ rồi ra tòa tranh luận để dứt khoát không ai nói không ai nghe xâm phạm đến này còn ông mà lép xét hoài đó, thì tôi thư ông ra tòa rồi có hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác dạ thưa bác Ông Thích Nhật Từ nói tiếp như sau Một ví dụ nữa cũng là nhóm Tân Diệu Lấy lời của Ngài Pháp Chủ Rồi họ giả dạng như một người bình thường Sau đó họ đặt câu hỏi để con trả lời Khi mình trả lời xong rồi Họ mới ráp vô lời của Ngài Pháp Chủ và lời của con Họ nói con là chống đối Ngài Pháp Chủ Và họ gửi trực tiếp clip đó cho Ngài Pháp Chủ vào năm 2019 Trong 3 tháng qua kéo dài đến ngày hôm nay Họ biết đại hội Phật giáo diễn ra vào tháng 6 này nên tiếp tục tấn công. Bây giờ nếu không lên tiếng là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Rất may là con đã lên trình bày với cụ Pháp chủ và Ngài cũng đã rất thông cảm. Đó là cái bẫy của họ. Vi phạm luật hình sự là điều 155, 156 và 331. Cho nên chúng ta phải có cái quyền tự bảo vệ mình trước luật pháp và luật phật không cấm dạ thưa bác qua đoạn này con xin được hỏi bác như sau ạ à? thưa bác ngài pháp chủ giảng rất hay về phật pháp bất cứ người phật tử nào cũng có thể nghe thắc mắc thì có thể hỏi thêm thế nhưng thích nhật từ dám mạnh dạn nói rằng nhóm tân diệu giả dạng người bình thường để đặt câu hỏi với ông ta về lời giảng của ngài pháp chủ thưa bác phải chăng thích nhật từ học lên tới tiến sĩ Phật học rồi nên sự tưởng tượng cũng mạnh hơn người bình thường có phải không ạ? À? Bây giờ ông nói cái do cái cái người mà của ban quản trị chùa ông phải chụp lại quay phim ai tên gì đâu thì phải được còn này đừng có du khống cái kiểu này là cái kiểu du khống du khống người ta nói chùa Tân Diệu nói cái gì vậy nói có sách mà có chứng phải không? Còn bây giờ đó thì thôi cũng mong là ông đưa ra tòa đi Đưa mong ra tòa đi thì, thì tôi khỏi mất công thôi Còn nếu mà ông ngồi hoài thì tôi, tôi, bắt đầu tôi đưa rồi Chứ không cần ấy đó Ông mà không đưa thì ông nói hoài tôi phải đưa ra Còn bây giờ ông đưa ra thì Phật, tôi, tôi mừng đó à, Đưa ra tòa để gì để có cái tiếng nói rõ ràng Tòa biết, chánh quyền biết rồi công an biết, diện kiểm sát biết hết rồi nhân dân biết hết rồi báo đài nó biết hết tôi muốn mong lại cho đâu cho nó ra cái đó đây chứ chùa tân diệu có cái ban nào đâu có cái tổ chức nào đâu mà chỉ tổ chức nội bộ trong cái chùa thôi cho cái tổ thôi chứ đâu có cái tổ mà đi chữ lộn đâu Chùa tưởng diệu đâu có tổ tổ nào đi chữa lộn đâu có ban nào chữa lộn mà có cái ban giải đáp thì có ban chữa lộn không có mà ban chê người ta cũng không có không có cái ba, hai cái ban này nè ông nói là tính cách là du khống đó thấy không còn bây giờ đó trên mạng nó phát ra nó phát ra thì dân dân người ta phát chứ đâu phải chùa đâu chùa chùa, chùa vô chùa có cái cái gì đâu mà quay tôi tôi xài tôi cũng không có xài điện thoại tôi biết đường đâu tôi quay thấy không nói, ông nói đó tầm vậy bây giờ nếu có chuyện mà ông vậy thì nên đưa ra tòa sớm đi để làm chi để tòa xử mà thử tôi phải coi ai sao Thấy yeah. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, con xin được hỏi tiếp à. Thưa bác, khi nghe câu hỏi nào hóc búa, không biết làm sao để trả lời, hoặc là sau khi trả lời xong, biết mình hớ hên, thì thích nhật từ đổ thừa, cho rằng là đó là do nhóm tân diệu giả dạng để cài bẫy. Chẳng lẽ thích nhật từ rất là ghét, hoặc là rất là sợ nhóm tân diệu, hay là nhóm thiền tông tân diệu vậy à, bác? Sợ lắm phải không bác? Bây giờ không có sợ gì đó Tân Diệu là có cái nhiệm vụ nói bằng sự thật đây thôi Tôi nói ra thì không hết có... Bây giờ là... bây giờ đó là... Cái đạo Phật nó không có cúng Mà không cúng thì ta không... nói thiệt rồi là... Vì sao ông không cúng nữa vậy thôi Chùa Tân Diệu có cái nhiệm vụ là tôi đã nói là Tôi xin đăng ký cái với chính quyền đó. Chuyên dạy giác ngộ giải thoát Có dạy nhiều vậy thôi Tôi cũng dạy nhiều hơn Đăng ký chính quyền đã qua. Đấy không và trình nguyên cái ban quản trị đàng hoàng không có cái ban chửi trong đó Nó không có cái toán nào chửi ấy, mà không có cái toán nào vu khống ai đó bây giờ rõ ràng cái này đã đưa tới bộ nội vụ tới uh, bộ nội vụ rồi đó bộ nội vụ bảo là hoạt động như thế nào tổ chức như thế nào tôi đưa tới bộ nội vụ nó không có cái ban chửi nha nó không có cái ban chửi ai nữa nó không có cái, cái toán nào chửi ấy, mà chỉ có cái toán giữ xe rồi cái chú vệ sinh rồi nhà bếp thì thôi chứ không có cái chuyện mà chửi hạn đó. ổng nói vậy thì ổng đưa ra đi rồi đưa ra thì để gì to mời á nó khỏe hơn nó mới dễ tập trung hơn chứ giờ đứng ngậu nhà mà nói cho chửi nhóm này nhóm kia mất công cho nên chùa thân dưỡng có cái nhóm rồi thân dưỡng là có cái ban quản trị mà cái nhóm nào nhóm thì nó phải có nhà nước công nhận gọi là nhóm còn ở nhóm mà không công nhận mà nhóm nói tầm bậy tầm bạ là cái gọi nhóm ô hộp không phải hiểu cái như này nè nhóm ô hộp mới đúng nói cái gì cũng được đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát mà không chịu dạ không chịu không chịu lo cái chuyện này mà lo cái gì đâu không à lo bán bùa bán phép rồi kinh doanh đủ chuyện hết là cái này cái nhóm mà nhóm mô hộp là cái chỗ này nè Nên rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác con xin phép hỏi tiếp có người hỏi với thích nhật từ về lời giảng của ngài pháp chủ thích nhật từ nghe xong không cần đánh đo suy nghĩ đã trả lời ngay ông thầy nào nói như thế là ông thầy ngoại đạo là ông thầy tào lao không có học phật không hiểu kinh phật không hiểu nhân quả giảng sai giảng bậy nay khi mà bị nhân dân trình báo với ngài pháp chủ thì thích nhật từ lương lẹo lên giải trình với pháp chủ là bị nhóm tân diệu gài bẫy thích nhật từ dám làm chuyện như vậy thì nhân dân cũng có quyền nghi ngờ chính thích nhật từ đã dàn dựng cho một ai đó đặt câu hỏi này để vừa được cà khịa ngài pháp chủ vừa được vu khống cho nhóm tân diệu thưa bác một thượng tọa lại là tiến sĩ phật học mà lại có hành vi ngược ngạo xảo trá loạn ngôn như thế thì nên được đánh giá như thế nào ạ? Bây giờ nói đúng là người mà có văn học á thì nói gì mình cũng chấp nhận mà cái người mà gọi là ngang tàn thôi, mình sợ đi. nhóm cái, cái chùa Tân Diệu sợ nhớ mình sợ nhớ ngang tàn, thấy không? Đúng đâu nói đó, đụng ý có tiền ở muốn thuê này làm này đây. Nó bây giờ chùa Tân Diệu còn đang nắm giữ một số kinh bí mật này, tôi không nói ra đưa ra tòa thì tôi, tôi đưa, nói luôn ra cho tôi khỏi cần báo cáo với tòa. Thấy không? ở thế gian này mình tu cái gì tu đạo Phật bốn chữ giác ngộ giải thoát ngoài ra không có tu cái gì cả trơn. Biết thì tu cũng biết thôi. Còn muốn mà không theo đạo Phật thì phải theo nghề. À, tôi giờ tôi thích uh, kinh doanh đám cưới nè, nghề này là nghề đám cưới nè tôi thích kinh doanh bóng đá nè tôi thích kinh doanh du lịch nè tôi tôi thích kinh doanh bán bùa nè tôi thích kinh doanh bán phép đó là gọi là nghề chùa tân diệu không có không có xài cái này chùa tân diệu chỉ có bốn chữ thôi giác ngộ giải thoát còn người nào á mà kinh doanh nghề thì thì cũng nên đóng thuế với cho nhà nước thuế bồng bài rồi thuế thu nhập chứ đừng có đừng có ấy Đừng có kinh doanh rồi chửi người ta Chùa Tân Diệu có làm gì đâu mà chửi Chùa Tân Diệu chỉ có giải thích thôi Giải thích đạo Phật Chứ không có giải thích hợp đạo ngoài Không, giải đâu, đâu ngoài à. Giải thích đạo Phật đâu, Ông Phật dạy cái gì Nhờ Chùa Tân Diệu Giải thích cái đó Đây là cái nhiệm vụ Mà cái nhiệm vụ này Xin phép chính quyền cho công bố pháp môn thứ sáu này ra giáo hội cũng cho phép rồi xin phép chính quyền giải đáp về cái thiền tông này nè chính, chính quyền cho phép giáo hội cũng cho phép mà giải đáp trong sách vở chứ không phải là sách, vở nói về thiền tông này đã nhà xuất bản tôn giáo nhà, nhà xuất bản hồng đức cho phép xuất bản đàng hoàng chứ không phải chứ không phải là sách bản lậu rồi có hỏi tiếp đi Dạ thưa bác Thích Nhật Từ Mạ Lị vu khống hơn 10.000 người tu theo pháp môn Thiền Tông Mà hiện nay đã lên là như là bác nói là đã hơn 40.000 người Mạ Lị những người này là tâm thần hoang tử Nay đứng trước giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Nhật Từ tiếp tục vu khống nhóm Thiền Tông Tân Diệu Được hiểu là hơn 40.000 người tu theo pháp môn Thiền Tông Do chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến Là những người giả dạng cài bẫy ông ta Thưa bác, với chừng đó các hành vi thì thích nhật từ đã đủ điều kiện để bị luật pháp xử lý chưa ạ nguyên tắc đó. theo nguyên tắc mà tôi còn báo cáo thì chắc chắn là bị bị luật pháp trừng trị nhưng mà có một điều là chùa tân diệu không có tiểu nhân nhau bởi vì thôi ai muốn chửi chửi nhưng mà mong là cái ông thích nhật từ đóng thưa ra tòa đi để tôi khỏi thưa, khỏi mất công có nghĩa là tự ổng tự ổng giác cái mặt ra chứ đúng cái này là nguyên tắc là chùa tân diệu phải đứng ra thưa nhưng mà thôi tôi tôi lo giác ngộ giải thoát thôi chứ tôi lo thưa còn ổng thích thưa thì đưa nó đi để cho tôi đỡ tôi đỡ thì tôi sẽ vận động tất cả người tu theo thiền tông này nó chuyển với ổng tôi thì cũng không cần nói già dạ rồi nói nói dài cũng mệt thì để cho nhân dân nói nhân dân hỏi Nhân dân sẽ đưa cái bằng chứng ra Ông chửi nhân dân như thế nào Ông tu cái nào có đúng đúng đạo Phật không Hoặc là ông tu cái đạo nào thì nhân dân sẽ phải hỏi cái này nè Thấy không Bây giờ bây giờ còn nếu mà ông mà Nếu mấy đó thì ông đưa ra tòa đi Chú uh, Chú đóng án phí cho Ông chỉ cần có cái đơn ra thôi Còn án phí chú, 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 đóng thuế cho ông ra Thấy không rồi dạ, câu hỏi tiếp đi Dạ thưa bác trên đây là những câu hỏi của con Về thích nhật từ là đã vừa xong Thì tiếp theo đây là Trong cái buổi tọa đàm này Thì con thấy là Các thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Là có chia thành ba nhóm Một nhóm là ủng hộ Việc ứng dụng mạnh mẽ truyền thông Để giảng Phật Pháp Nói đơn giản là làm Youtube về Phật Pháp Cụ thể là thích nhật từ Thích bủ chánh Ngoài ra khi sử dụng cách này thích nhật từ sẵn sàng đáp trả những ai phản đối mình mà theo lời một vị sư thầy trong buổi hội đàm đó đã nói rằng đó là nghiệp thị phi mà thích nhật từ đã kết từ hồi nhỏ còn một nhóm khác thì vẫn sử dụng truyền thông để giảng phật pháp nhưng theo hướng là không đụng chạm đến ai không đụng chạm đến các vấn đề khác ngoài xã hội cụ thể như là thầy thích tâm đức là chủ tọa của buổi tọa đàm và còn một nhóm còn lại là chỉ im lặng không tham gia vào việc gì liên quan đến truyền thông và xã hội cụ thể như là thầy Phước Đạt kính thưa bác rõ ràng là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải ai cũng là người chọn cách làm như thích nhật từ sẵn sàng tạo ra thị phi và sống với thị phi đó vì đó là ý thích cá nhân của mỗi người chứ hoàn toàn không phải là tồi tà hiển chánh như cách mà thích nhật từ đã nói có đúng không ạ? À? Thì nói đúng là cái trăm người mười ý thì ai muốn cái tư tưởng người ta muốn gì thì kệ của người ta à còn cái nguyên một cái tổ chức giáo hội mà nó không đồng nhất vậy thì giáo hội cũng nên xem lại nếu mà không đồng nhất vậy là giáo hội phải đứng ra tổ chức cái, cái, cái chim chỉ nam của cái đạo phật là cái gì phải nhào vô cái này đạo phật không có chỉ trích ai hết mà đạo phật nói ra bằng sự thật thôi không chỉ trích ai ai muốn tu gì tu còn nói mà nếu mà nói người ta đó thì phải có sách phải có chứng chứ đừng có du khống luật pháp trên luật pháp nói cái gì phải có sách nói có sách phải có chứng đừng có du khống người ta rồi ghép qua ghép lại chửi qua chửi lại nó không tốt mình người tu rồi đừng đừng có chửi ai hết đó nếu mà nếu mà mình nói mình à, tu sai thì là mời lợi đấu chắc cái đó là người người tu chân chánh là cái chỗ đó đó còn đứng ra mà chửi rồi phê bình người này, này kia là không có đúng nghe không rồi con hỏi tiếp đi à, bác sẵn đây bác giải thích dùng cho con ba chữ nghiệp thị phi là như thế nào hả bác chữ thị thị phi là lời nói không có thật nói cháo trở gọi là thị thị phi thị phi nó mới tạo ra cái nghiệp này mà cái nghiệp này trong tạo phật nó gọi là khẩu nghiệp đó. Vô cái nghiệp, cái nghiệp nói ra Mà nó tạo ra cái khẩu nghiệp Mà cái khẩu nghiệp nó sẽ đi luân hầu Theo cái quy luật của nó Nghe không? Thì Phi là nói là Nó tiêu dệt Nó chê người này chê người kia Kể cái cái chửi cũng là thi phi rồi. Chửi người ta cũng là thi phi đó. không? Mà vì cái cái nghiệp, cái nghiệp Cái thi phi này mà nó tạo ra cái nghiệp Đó mình phải hiểu Nhưng mà rồi đây cái cái nghiệp này nó nó đã nặng đủ sức thì nó mới nó mới có ra cái quả của quả nghiệp của nó rồi ra cái nhân quả nó đủ sức nặng ví dụ mà cái, cái cành cây đó năm chục ký nó mới nó mới gãi nha mà nó đeo mới hai chục chứ chưa gãi đâu đợi đi đeo lên năm chục ký nó tự động nó gãi cái cái luật nó lúc nhân quả nó phải vậy bởi vì tại sao người ta làm phước người ta, người ta sống thọ mà ác là sao ác nó có hai cái dạng ác ác một cái là nó chết yếu còn hai là nó không chịu chết á nó dây dưa hoài nó không chịu chết á nó cũng chết rồi là chưa gọi là chết thực vật á phải hiểu cái này nè là do cái nghiệp khẩu mình á biết thì nói không biết thì đừng có nói Nghe không ví dụ dạng đạo phật thì à, đạo phật thì đạo phật hay giải gì mấy pháp môn thì nói cho rõ ràng đưa cái giáo lý ra, ra giảng thì nó nó không có cái nghiệp còn tu mà không có giáo lý mà nói là để cho cái nghiệp Với khẩu nghiệp người đó ra nó kẹt ở chỗ đó, đó. rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác con xin được hỏi tiếp à thưa bác thầy bổ chánh trụ trì thiền viện phước sơn có chia sẻ trong buổi tọa đàm này như sau Nhờ mạng YouTube dơ đưa ra một sự vụ là thầy bị hai người phụ nữ chửi trên mạng mà thầy và chùa của thầy được nổi tiếng hơn Thầy nói xin cảm ơn Thưa bác à, Mục đích của người theo đạo Phật Là tìm sự chân thật nơi chính mình Hay tìm sự nổi tiếng Để rồi khi được nổi tiếng Lại vô cùng hoan hỷ để cảm ơn ạ Thì cái này thôi mọi người ta tu tưởng nó khác tu tưởng là nó nó tưởng đa tưởng sao ta ấy vậy còn nếu mà muốn nổi tiếng trong cái đạo muốn nổi tiếng đã giảng phải cho hay giảng đúng chánh pháp của Đức Phật thì mới là hay, mới nổi tiếng. Chứ không phải nổi tiếng chữ lộn, hay nổi tiếng khinh chê. Bây giờ đó, bởi vì con người ta nổi tiếng gì, con có nổi tiếng gì, đi giật người ta 5 phút sau nó đưa lên mạng, nổi tiếng liền. Phải không? Nó cũng nổi tiếng nhưng mà nổi tiếng nhơ bẩn và một nổi tiếng là có phong cách của một con người tất cả những người mà có cái phong cách nổi tiếng khác còn cái người mà cái bằng hèn hạ nó nổi tiếng khác, con người cướp giật nó nổi tiếng khác, người lừa đảo nó có cái cái nổi tiếng khác. Thế đâu phải là nổi tiếng nó có đi nó kèm theo cái 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 phụ đằng sau. Con nổi tiếng gì nổi tiếng về chân thật, nổi tiếng về lừa đảo, nổi tiếng gì chửi, Nữ tướng gì cướp giật nó cũng có nổi tiếng chứ, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin được hỏi tiếp ạ. À. Trong buổi tọa đàm này, thầy Chân Minh phát biểu: "Chúng ta không chỉ học về truyền thông mà còn là học về nhẫn nhục. Các vị nên cố gắng, chứ tôi thì không học được. Ví dụ như nếu mà nói là tôi ăn cắp thì dứt khoát là tôi nghĩ." Thưa bác, bác nghĩ sao về quan điểm này của thầy Chân Minh ạ? À? Nói đúng là mỗi người ai tưởng sao là tính vậy Chứ nguyên tắc thế giới này nè Mình tu theo đạo Phật đừng tưởng Nhớ nha, tu theo đạo Phật đừng tưởng Ông Phật dạy cái gì, giáo lý dạy thế mà theo cái đó là đúng Mới là người tu theo đạo Phật mới xứng đáng là một tu sĩ Còn tu mà không biết phương hướng á, Tu theo đạo Phật mà không biết phương hướng Thì chắc chắn bị sai Không phương hướng là gì, là không có cái giáo lý đó thì nó bị sai bởi vậy vì thế mà đức phật phải bảo là đời mà pháp phải chuẩn cái đạo phật lại tu cái gì phải treo bản rõ ràng mà bây giờ thấy nhà nước đang chuẩn bị áp dụng cái này trần trần sẽ áp dụng cái này vì vì cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó chưa hoàn chỉnh chứ nó hoàn chỉnh rồi thì đưa áp dụng thì từ kinh doanh rồi từ thương mại rồi từ tôn giáo đều hoàn toàn phải tuân theo cái cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hết anh tu cái gì phải cho rõ ràng nghe không, thấy không? Chứ, tu thì phải có giáo lý giáo kinh giáo lễ giáo lực chứ không phải tu mà nó tu nó tu tu là tu không có được tu phải có sách vở tu phải có kinh sách à, thầy giáo vậy thầy giáo dạy lớp mấy phải có cái cái quyển lớp mấy dạy cho người ta chứ nó tu thầy giáo không đứng, ra là tưởng tượng muốn nói gì nói không được Cái đạo này nó cũng vậy, đạo Phật cũng vậy Đạo Phật thì có, Theo truyền thông thì nó có sáu pháp môn Thì có đủ sáu cái quyển giáo lý này Nghe không? Còn có nhiều thầy đó Tới 84 000 pháp môn Thì tôi cũng phải 84 000 cái pháp giáo lý Phải kèm theo Bao nhiêu cũng được, nhà nước cho tự do mà Anh nói bao nhiêu cũng được Nhưng mà cái pháp nào phải có cái giáo lý cái pháp môn đó thì châu cho hoạt động đó. nếu không có giáo lý thì nhà nước không châu hoạt động đâu đó rồi có hỏi tiếp đi dạ thưa bác gần kết thúc buổi tọa đàm thầy bửu chánh có hiến kế cách thông qua truyền thông để có tiền và có quần chúng đó là kết bạn qua viber qua zalo với phật tử đến ngày sinh nhật của họ thì chúc mừng là ngay sau đó ngân hàng của thầy báo tinh tinh tức là có tiền vào <laughs> mình có số điện thoại của họ nhưng một năm mình chỉ liên hệ một lần với họ thôi vào ngày sinh nhật của họ thầy vũ chánh nói vậy đó bác vậy thưa bác con xin được hỏi như sau mục đích chính của người xuất gia làm thầy tu trong đạo phật phải là gì thì mới gọi là mục đích xuất gia cao thượng và trong sáng à xuất gia là ra khỏi nhà vô nhà chùa chùa dạy cái gì chùa dạy giác ngộ giải thoát thì mình vô mình học giáo lý vậy thôi nhưng mà còn nếu mà mình không học giác ngộ giải thoát Mà không có cái giáo lý Thì mình tu tưởng Mình muốn tưởng sao kể Thấy không Nó thấy cái tưởng đó là cái gì Là cái tín ngưỡng đó Ồ tôi tin tôi, tôi, tưởng sao tôi tin cái đó Thì nhà nước vẫn cho đó nha Cái đó vẫn hợp pháp đó Nó phải hiểu này Còn nếu mà sự thật tu theo đạo Phật là cái gì Đạo là con đường Phật là đi trùm khắp mọi nơi Nơi nào Nơi Nơi nào đạo Phật cũng đến được hơn, có nghĩa là giải mã được tất cả thôi. Còn các đạo khác ví dụ giải chuyên nghiệp, đạo thánh chỉ giải về thánh thôi, đạo thần cũng vậy, đạo tiên cũng vậy, mình phải hiểu vậy. Bởi vì đạo Phật nó khác hẳn như các đạo khác, chúng đạo Phật là trùm khắp mọi nơi. Cái gì cũng có, thần thánh tiên cũng có, phải không? Còn các mà các đạo mà gọi là chuyên nghiệp đó, thì người ta đi về một khía cạnh thôi còn đạo phật là cái vòng tống tống quát quá hết Như thế nó nó có hay nhưng mà đạo phật u có một cái này là dạy con ta đi thoát ra ngày, ngày sinh tử luân hồi sinh già bệnh chết đó. đạo phật có cái, cái cái điểm đó rất hay rồi đó. mà chùa thiên tông dẫn dẫn đã đeo đuổi để đi theo cái cái cái, cái, cái chủ trương này của Đức Phật đó. rồi con hỏi tiếp về dạ con cảm ơn bác con xin hỏi tiếp ạ à. thưa bác con không thấy thầy bửu chánh hiến kế để làm sao phổ biến giác ngộ và giải thoát cho mọi người mà lại hiến kế để có tiền và có quần chúng thưa bác đối với loài người nói chung mục tiêu giác ngộ và giải thoát mạnh hơn hay là mục tiêu có tiền và có nhiều người theo mình là mạnh hơn ạ à? thế giới này là thế giới vật chất ai thích gì thích nhưng mà nguyên tắc đó, thế giới này mà tu không có tiền không ai tu đâu nó tiền còn thế giới vật chất mà tu làm cái gì cũng phải có tiền mới tu mới mới làm còn cái giác ngộ giải thoát là hiểu biết là dạy chỉ người ta thôi không mày làm gì lấy tiền người ta phải không Đó. nhưng mà có cái, cái 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 lợi thế này nè giác ngộ giải thoát á ban đầu viết được quyển sách thép bán ra có tiền có lợi để lo cái chùa nhưng giờ hết rồi hết bán được rồi sao <laughs> phát lên mạng hết rồi ai lấy trên mạng coi với ngu gì đi mua mua sách rồi đọc cho nó mệt <laughs> đó thì thì cũng qua giai đoạn thôi không sao đâu nhưng mà nó, tóm lại đạo phật anh vô đạo phật là có bốn chữ giác ngộ vậy thôi và đồng thời phải tu cái nào pháp nào phải coi quyển giáo lý pháp môn đó tu mới không sai còn nếu không có thì tưởng tượng nói thì nó sai vậy thôi rồi cho hỏi tiếp đi Thưa bác, thầy Bửu Chánh đã đặt thứ tự ưu tiên đó là có tiền trước rồi có quần chúng sau. Thưa bác, tại sao một người xuất gia tu hành mà lại quan tâm đến tiền một cách ưu tiên và quan tâm nhiều đến như thế ạ? À? này ta tu thì nó đúng là là ta tu cái danh từ này nè, trong nhà Phật thường nói cái câu là có thực mới vượt được đạo. Có tiền mới tu thành thật được. Còn mà không tiền thì tu không thành Phật được Hiểu không? Bởi đây là cái đường đi của nhiều người lâu tu Nhưng mà à, Sáu nẻo đường hồi Sáu nẻo đi Ta muốn đi đâu đi Đi cái đường tiền cũng được Mà đi cái, cái, đường danh cũng được Mà cái đường, đường giải thoát cũng được Đâu có sao Ai cũng đúng hả Nhưng mà sau cùng Biết con đường về mới hay Có tiền là có Nhưng mà biết con đường về là tao không biết đi tiếp có vậy thôi Rồi cũng có ngày về thì cũng có ví dụ có, người đi sớm rồi vô đây 10 tỷ năm cũng không số 4, bốn năm tỷ năm cũng về nhưng mà có điều đừng đừng vô hầm lửa lớn nha à. vô hầm lửa lớn hết đường về rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác con xin hỏi tiếp à thầy bửu chánh nói sẵn sàng mua thêm điện thoại mới để kết bạn với hàng ngàn người khác nữa Mỗi năm chỉ liên hệ một lần để chúc mừng sinh nhật Nhưng bù lại Thầy sẽ được nghe tiếng tinh tinh Khi tài khoản ngân hàng báo có tiền vào Con thấy là thầy Vũ Chánh Quan tâm quần chúng chân thành quá bác ơi Thưa bác là Ngày xưa Đức Phật có cần nhiều quần chúng Theo mình như vậy không Ngài có làm cách nào Để có nhiều quần chúng như thầy Vũ Chánh đã làm không ạ Ngày xưa Đức Phật đâu có xài tiền đâu Đâu mà có tiền À, thưa Đức Phật á, dạy từ pháp môn ai muốn tu gì thì ông dạy pháp môn đó thôi nhưng mà hồi xưa nó không có xài tiền ông Đức Phật không xài tiền phải không thành ra ông đâu có quan tâm này mà hơn nữa ngày xưa đâu có cái điện thoại thông minh như bây giờ đâu <laughs> đó thành ra mình phải hiểu thời giống minh về bởi vậy Phật thờ giảng minh đó, thời giống minh nó khác thành là phải chuẩn lại ai muốn tu giải thoát thì đi cái hướng này nè Ai muốn tu tiền thì đi hướng này nè Ai muốn tu danh thì đi hướng này nè Đức Phật Đức Phật cho tự do mà chứ đâu phải đâu Nhưng mà có cái gì thì mình đừng có lừa đảo thôi Danh thì cũng được tiền cũng được Nhưng đừng có lừa đảo Cái tội lừa đảo thì nó xuống địa ngục có cái vậy cái theo cái nhân quả này. giống như ở thế gian là con làm nghề gì thì được có tiền thôi nhưng mà con đừng có lừa đảo à. lừa đảo bất cứ nghề gì lừa đảo là bị ở tù nào không? Còn nếu mất làm cái bình thường thôi Nhà nước cho tự do mà Muốn làm nghề gì làm Nhưng mà đừng lừa đảo Ví dụ con Như thầy nói là mua điện thoại Thì để thì chúc chúc sinh nhật phải không Thì cứ đó cũng tốt thôi Người ta th� chúc chứ đâu ở đâu, đâu Chứ đâu có phải là Cứ kêu con Kêu con đóng tiền cho ổng đâu Chúc thì từ ổng nhớ con Con nhớ ổng thì gửi tiền cho ổng vậy thôi chứ đâu ông có yêu cầu mình coi đâu phải không đây là cái phương tiện để làm kiếm tiền tốt đây cái nên là phương tiện tốt hơn. bởi vì hiện, đời hiện đại phải kiếm tiền bằng nguyên tử chứ, chứ không phải đi xin như xưa đâu không phải ngồi đó đi đi khắc thực bây giờ nó không cần bây giờ lấy tiền bằng cái kiểu khác cái kiểu bằng bằng điện tử chứ không phải đi đi từ nhà xin không có giờ không có dẹp ở đó nữa <laughs> ngồi tại chỗ nó cũng đưa tiền tới nữa. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con xin được hỏi tiếp à, thưa bác, ngày xưa Đức Phật có cần nhiều quần chúng theo mình để mà có nhiều tiền không ạ? À? Không cần. Đức Phật ổng nói theo đạo như là phải đi bằng trí tuệ nha. Những người không trí tuệ không đừng đi theo cái đầu Phật. Đức Phật cũng có khuyên một cái câu này. Như lại nói cái gì thì phải rõ hiểu cho rõ ràng, không hiểu đừng có đừng có tin. Tin mà không hiểu là mấy ông chửi chửi như lại Có nghĩa là Đức Phật gạn lọc tất cả những người tu theo Đức Phật phải là người trí tuệ. Người thật tình tu mới tới còn gì danh gì lợi gì tiền đừng tới. Đức Phật cũng có khuyên một câu vậy. Đó rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con xin hỏi tiếp. Thưa bác, khi Đức Phật dạy về năm pháp môn đầu là pháp môn tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, tín đồ theo rất đông. Còn khi ngài dạy về giác ngộ giải thoát thì có nhiều người thì lại không có nhiều người tin theo Đức Phật. Thưa bác, tại sao lại là có chuyện hiện tượng như vậy mà bây giờ con thấy là nó cũng đang lặp lại điều đó một lần nữa ở thời đại hiện đại này luôn ạ? À, Đức Phật cũng nói cho biết là thế giới này là thế giới vật chất âm dương. Nhà ta sống bằng vật chất âm dương. Còn cái giải thoát này là ít lắm. Bởi vì một triệu người quả mai có một người thôi. Như cái, cái này nó thoát ra ngoài cái quy luật sức hút vật chất mà. Nó khó. Giống như con suy nghĩ về tất cả những con người ta đây là mấy cục mấy cục đá không à. Nó cứ nằm sát mặt đất nó chịu. Có khi nào cục đá nó bay lên không? Là bay lên hay không gian hoàn toàn không có mà cục đá nó bay lên là hy hữu lắm vì thế mà cái đạo mà giác ngộ giải thoát mà có người theo là kể như hy hữu lắm như thế đức phật biết chứ sao không biết như thế mà cái thời ổng thời ổng á cũng không dạy được mà mà tiến vào văn minh cũng không dạy được đó mà phải là siêu siêu văn minh à thì mới dạy thì người ta mới tin thôi Chứ còn nếu mà cái thời mà văn minh mới tiền khởi văn minh cũng không được Thì nó khó Vì thế mà cái thiền tông đó ra đời bị người ta chửi là đúng Đúng luật của nó, đúng cái luật Thế giới này, thế giới tiền bạc mà biểu ta bỏ tiền bạc Giải thoát Nó chửi là đúng rồi Thấy không? Mình nó đúng ra phổ biến cái này thì người ta chửi bác cũng không buồn đâu Vì bác biết trước Người ta, ông phật đã nói trước nếu gan thì phổ biến không quan thôi chứ đừng có đừng có ngầu đó nghe người ta hù cái chạy ha. chết bỏ chịu không dạ chịu chết bỏ ông nói chết chứ không chết là như là giúp cho không chết đó <laughs> ông nói hù vậy chứ sao cùng ông nói như là giúp cho không sao đó thì cũng phải gan chứ cũng là bộ gan chứ, chứ cũng sợ <laughs> rồi hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác Tôi xin hỏi tiếp à. Thưa bác, khi Phật tử tu theo một ông thầy nào đó, cúng dường cho ông thầy này rất nhiều, trong khi ông ta mê tiền hơn mê giác ngộ giải thoát, làm mọi cách chỉ để có tiền và có nhiều người theo mình, thì người Phật tử đó sẽ tạo được nhân quả như thế nào? Cái này nó đúng ra thế là nè, thầy như thế nào thì trò theo nấy Nên nhớ một điều, mình chấp nhận cái ông đó làm thầy của mình rồi, thì ông đi đâu mình theo đó. Có vậy thôi. Còn, còn cái vấn đề mà đi đâu thì phải do ông thần quyết định. Chứ mình giờ làm sao biết ông, ông đi đâu. Tuy có nhiều người mình thấy nó xấu vậy nhưng mà sự thật họ đi tốt. Có nhiều người họ tốt nhưng mà sự thật họ đi xấu. Mình không hiểu được. Nhưng mà do cái quyết định là cái sau cùng mà của cái ông thần thực thi nhân quả. Này. Ông, ông thần mà báo cáo cho cái ban nhân quả. Này. Rồi ban nhân quả mới thực thi sao cùng mới biết cái chuyện này giống như con ở trong trường con học đi đủ thứ nhiều đứa học nhưng mà nhưng mà đậu là không là cái giờ chót anh con có cái bằng cấp hay không là cái giờ chót có nhiều cứ nhiều đứa ở trong trường nó hụt dở lắm nhưng mà nó đậu cao là sao <laughs> trúng tủ trúng tủ đó thật mà học hay không bằng hơn đó bác nhớ hồi hồi trước á khi cái phi trường Apollo 11 nó còn của Mỹ nó phóng lên không gian cái cái thằng đó nó học dở lắm thì đó tới cái ngày nó tự nhiên nó, nó, nó mua cái tờ báo về nó đọc đọc sai mê đọc tới đọc lui qua bữa sau thì đúng y chang các bạn nó giết y chang nó số 1 thủ khoa luôn mà, mà, cái thật sự mà người ta không biết mấy đứa nó không chịu học báo nó không biết mà thằng này làm biến là đọc báo mà sao đọc đúng cái bài đó nó cho cái đề tài không gian của Apollo, Apollo của 11 của Mỹ. Tự nhiên nó nổi tiếng rồi. Ra ngoài tụi nó chửi nó mày đúng số 1 50 mày đứng 51 rồi tại sao mày lên lên thủ khoa. Nó nói hơn ổn bằng hay hay không bằng hơn. Rồi dạ, hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi tiếp ạ, à. thưa bác. Hiện nay thì có nhiều người làm YouTube lắm bác. Người ta làm YouTube về chó mèo, làm YouTube về nấu ăn, về may vá, về trang điểm vân vân. Nhưng cũng có người làm YouTube về Phật giáo, bao gồm có cả dân thường và có cả tu sĩ theo đạo Phật nữa. Nếu những người làm YouTube về Phật giáo mà không hiểu đúng lời Phật dạy về giác ngộ giải thoát thì dân thường sẽ có nhân quả như thế nào và tu sĩ sẽ có nhân quả ra sao? Giữa họ có sự giống nhau hay khác nhau về loại nhân quả này không ạ? À? Cái, 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 Phật giáo nói nó ra nó giống như một cái hoàng ngọc à. Bây giờ anh mà anh phải hiểu đó thì nói ra thì đúng. Còn anh lợi dụng cái này mà để nói ra cái chuyện này. Tùy theo cái nhân quả mình lớn hay nhỏ là do cái mình. Chứ không phải là như thế nào. Có nhiều người họ giết, mình họ giết không thấy gì, không ta không có ra gì hết nhưng mà họ nói viết rất đúng cái cốt tủy của nó tự nhiên nó có cái công đức đó. tất cả gì tham gia đều có cái công đức hoặc phước đức hoặc ác đức trong cái thế giới này nó có ba cái đức đó. con viết đúng về cốt tủy cái nó thì còn có công đức còn con viết giết mà nó cái cái đó là nâng bốc nó lên thì còn có phước đức còn con lợi dụng cái này mà con kinh doanh về cái cái này là con bị ác đức đó cái này mình không đánh không không nói là kêu bằng chi tiết được nhưng mà nói gì phân tích cái này vì cái thiền thông này nó nó là gọi, gọi là báo vật của của đạo Phật thì bây giờ cái báo vật con biết rồi đó nó cũng là con mà mang cái báo vật trong người con con có thể chết vì cái báo vật này Thấy không còn con mang cái báo vật này con được giàu sang thì cũng cũng có giận này nhưng mà biết sử dụng của nó đó, thành cái này cũng không nói trước vì thế mà bây giờ đó người ta có cái tưởng thành đã ưa tham gia này kia nọ nhưng mà bây giờ đã muốn tham gia cái này thì con phải hiểu cái cốt tủy cái nó con không hiểu cốt tủy đừng nên tham gia đạo phật không đơn giản đâu bây giờ trước mắt là con phải hiểu là phật là ai từ đâu đến thế giới này ông chết rồi ông đi về đâu Ông để lại trái đất này là cái gì? Ông dạy cái gì? Có thực tế không? Có lừa đảo người ta không? Nó phải đặt cái câu hỏi ông Vì trong Phật có nhiều. Bởi vì nếu hỏi về Phật là phải 12 cái câu hỏi đặt về ông Phật này. Ai mà hiểu được cái này, giải mã được 12 câu hỏi này thì mới tu đạo Phật được. Còn nếu mà con không hiểu mà cứ nghe Phật thì cứ nhào vô tu là con chết. Thấy không? giống như là con biết lái xe, người ta đưa xe con chạy thì rất phải, còn nếu mà con không biết con cũng nhào luôn, rồi con suy nghĩ sao đây? Con gây tai nạn hay là con hay là con xuống ao, xuống hồ, xuống sông, xuống suối, nên không không hiểu được đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Ờ, dạ thưa bác, con có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ con con có một ông A và một ông B. Ông A là tu sĩ. Còn ông B thì chỉ là dân thường Nhưng nếu như cả hai cùng làm giống nhau Về một hành vi là đều là lừa đảo hết Thì như là chúng ta biết là Người bình thường thì nhân quả chỉ một Nhưng mà người tu nhân quả gấp 10 lần Thì con xin bác hãy lý giải cho con Trên phương diện khoa học Là tại sao lại có sự chênh lệch về nhân quả như vậy Đối với người tu và người không tu khi cả hai đều thực hiện cùng một hành vi Bác có thể lý giải giùm cho con trên phương diện khoa học được không ạ? Bây giờ nè Cũng một lời con đứng ra con chửi người ta ấy vậy Con chửi một cái anh nông dân nó khác Chửi một đứa nhỏ nó khác Chửi ông Hoàng nó khác Chửi ông vua nó khác Con suy nghĩ đi Tu Tu là con tiên chiến đối nhân quả đó tu để đạt cái gì con có có đạt được không hay anh lợi dụng cái tu để anh lừa người Coi chừng cái này nè vì cái nhân quả này nó nó theo cái quy luật tùy theo cái mức độ của con giờ tôi tu thì tôi tu nhưng mà điều tôi không có lừa ai cái làm gì vì kỹ là thấy cái người tu thôi chứ sự thật á họ không làm gì hết thì giống như là người bình thường thôi hay không còn người tu mà bài cái này ra Cái bài kia đó để lừa lấy tiền của người ta Mà lấy tiền bằng cách xấu quyệt nữa là sao Cái nhân quả nó nặng hơn Thì con suy nghĩ ra tòa đi Ra tòa xử cũng vậy Con xử vô tình thì cái đó tội nó khác nha Mà cái tự cố ý nó là khác Mà xúc phạm đến, đến cái người trên đó là khác nữa cái người đẳng cấp xúc phạm một người bình thường không sao mà xúc phạm với ông vua hay sao đây tử hình liền phải không nó phải hiểu đấy. thì cái người tu nó cũng vậy đó người tu con sai cái chỗ nào con bị nhân quả như thế nào thì do cái chi tiết của con hành động đó là khoa học một một lời nói đi ra có đối tượng nào lời nói đi ra cái người bình dân nó, nó không có nhiều mà ông quan nó khác mà ông vua nó khác cái chỗ đó, đó. thì vì thế mà nếu mà ở nhà con có kêu, kêu bằng kêu bằng kêu bằng kêu, bằng tạo nhân quả trong gia đình thì trong gia đình con phải trả nhân quả trong gia đình thôi đâu có thua gì đâu mà nếu mà ra ngoài mà tạo nhân quả mà để lừa người ta là là, cái nhân quả khác còn đi tu thì cái nhân quả khác rồi. nhân quả tu nó là khác nhân quả tu, tu là giống như bay trên không gian này. nó rớt xuống một cái là tan thân mất mạng luôn đó. Còn vấn đề mà thí dụ con đi, ở trong nhà giống như con đi bộ trong nhà thôi, té thì té là con thua gì đâu, phải không? Còn vấn đề mà con tu mà con không có lừa ai, thì giống như con đi đường bộ thôi, nó không ảnh hưởng gì. Còn tu mà tu mà có tính cách là lừa đảo thì coi chừng. Vì ông Phật ông nói là cái cái nghiệp cái người tu mà sai nó thuộc về cái nghiệp tu, Đấy không. còn nếu tu mà không không có lừa ai nó không cái nghiệp mà còn thích con tu thôi. phải hiểu cơ bản này nè. vì thế mà trong phật ông phật ông nói tư nói điều này là nếu tu được thì tu không được đừng có tu ở nhà lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc. còn nếu mà liệu tu giải thoát được thì tu, còn tu không giải thoát được thì xuống cái hầm lửa lớn đó. chứ đừng có đừng có mặc cái áo rồi lợi dụng cái áo rồi lừa đảo người ta xuống cái hầm lửa lớn đó. Đâu, phật nó rõ thì chứ không phải mà trong kinh nhân quả nó rất rõ ràng chứ không phải giấu ai đâu rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác câu hỏi cuối cùng của con ngày hôm nay là những vị tham gia vào ban thần thánh tiên để mà tạo ra công đức vậy thì trong cõi ngạ quỷ có trường hợp nào là những vị trong cõi ngạ quỷ cũng hiểu về thiền tông và muốn hỗ trợ về thiền tông thì những người trong cõi ngạ quỷ họ có tạo được công đức không ạ? À? Bây giờ trong cái thiền tông nó có cái bài kinh mở là cúng cô hồn đó. Cúng cô hồn mà tại sao có cái bài kinh đó? Tại sao phải có Đã, thiền tông nó có bài kinh đó? Cúng cái bài cung này là cái bài nó rất thâm thúy mà cô hồn nó lại nó ăn, nó nghe. Nó nghe nó mà trực nhớ lại thì nó tuy là mang cái loài ngạ quỷ nhưng mà nó ủng hộ cái ủng hộ cái cái người tu thiền đông này, này, thì nó thì ông thần quản lý của nó đó thì nó mới xin nó cho trở lại làm người thì được nó ra là được tuy là ngạ quỷ cũng có người tốt người xấu giống như trong cái đám mà gọi là ăn cướp á nó cũng có người tốt người xấu cho mà ăn cướp hết đâu thấy không bởi vì nó thành ra bây giờ cái còn cái còn cái thần á Bây giờ thần thánh tiên người ta làm cái này mỗi một người mà được về Phật giới thì một người có một công đức đó Mà biết không mỗi một lần mà bởi vì nó thí dụ thánh ấy, nó, nó, trợ giúp cho con thánh thiện mà con sống thánh thiện mà con hiểu được cái này thì con về Phật giới thì cái thánh á ông có công đức. Ông tiên cũng vậy. Thấy không? Còn cái ngạo quỷ á có nhiều khi á nguyên tắc là phải cản con nhưng mà trong cái lớp cản có, nhiều người họ họ thấy thì họ ngộ, ngộ sao họ hiểu sao đó họ là giúp con chính giúp con thì ổng được bao nhiêu phần công đức á, thì mới xin ông thần cho cho trả lại làm người không có tu không làm kiếp ngạo quỷ nữa thì ông thần đồng ý cho trả lại làm người để mà tu giải thoát nghĩa là người trong dạng nào cũng có người tốt người xấu chứ không phải là xấu hết bởi vì trong cái giới học thức cũng có người lừa đảo Rồi cái người mà không học nó cũng có người lừa đảo Chứ không phải là học thức càng học thức lừa đảo càng tinh vi hơn Nó không phải để ý cái chuyện này Thành là cái thế giới nhân quả này Mình cũng không được xen ai Vì thế mà Đức Phật ông nói đó Tuy là nó là ăn cướp á, Nhưng mà nó buông đau Nó hiểu này nó tu giải thoát được á. Nó cái này chứ bình thường mình thấy ai thấy bình thường thấy này ăn cúp là ghét nó rồi phải không nhưng mà khi nó đã buông ra rồi thì cái người trí tuệ mới nhìn thấy mình thấy nó à nó, nó hoàn tục nó tốt giống như mấy người tạo tù người ta cải tạo về tốt rồi hoàng, hoàng lương mà tới về là con người bình thường chính con người này là bình thường rồi bắt đầu nó nó rất sợ cái kia là con người rất tốt nhưng mà dù, dù muốn không nó cũng bị cái áo Nó dính mực rồi nó cũng bị, nó bị dính là cũng khó ha nhưng mà cá nhân đó nó biết mà chính cái người mà chính cái người mà không biết cái này mà đỏ đó chê mà khi đã hiểu rồi tự nhiên nó trả lại vừa rồi có một cái người có cái bà đó bà cô không hiểu mà khi mà bà bị giặt quá thì bà chết bà chuẩn bị chết á tự nhiên bà, bà lấy cái máy bà nghe bà ôm tự nhiên bà khỏe lại phải là cái tự nhiên bà đi kiếm sách này bà đọc này kia nọ mà bà tiến bộ rất nhanh, chứ không phải đơn giản đâu. Hồi trước bà cũng ghét cái vụ này đó, mà tới không biết làm sao nó giật bả bệnh bệnh hoạn đó, Mà người nhà đưa cái máy cho bà nghe, nghe cái tự nhiên bà hết bệnh luôn á, rồi bà mới 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 thấy được cái gì ở trong cái thiền tông này, bà mới chịu mới đi chịu mua sách á, bà đọc bà đọc bà mới hiểu chuyện này cũng hy hữu Bà này sáu mấy tuổi à, Mình thấy cũng hy hữu quá, chứ không phải đâu Thì giờ à, con thấy là vừa rồi đó Vừa rồi giống như có đứa đứa nào mà nó nó Mới có 10 tuổi đó phải không Mà nó hiểu đường về Phật giới rất rõ Mà xin lỗi mà 80 tuổi chưa biết mà Đứa mới có 10 tuổi mà đã, đã biết cái này Hồi xưa mặc đến chi Thân đồng 12 tuổi này mới có 10 tuổi nó đã thành thành đồng rồi đó mà 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 nó đó nó làm cái bài kệ ngộ thiền rất hay đó rồi tôi nói cho hoàn chỉnh đi rồi vô chùa chứ nào chùa mở cửa lại truyền thiền cho đó, rất hay nó hồi đầu đó nó còn nhỏ mẹ nó nói đó nó, xanh nó ra nó ngồi nó có ro à rồi cái vô, vô lớp 1, lớp 2 á, cô giáo nó ồ thằng này nó không lên tới lớp 3 đâu. Nghe không? Cô giáo nói luôn vậy. Cái lên lớp lớp 4. Cô giáo nó họ nói nó cô vẫn trai rồi, cô vẫn trật. <laughs> nó dám phê bình đâu. Ông nói à, ông nói bà nói thì theo kiểu đạo mà mình sống ở đây sống ở dưới đất còn có con thượng, đế hết trên 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 trời nó còn nói sai rồi cái đó tầm giới tầm giới cho bạn thượng đế thượng đế ở đâu trển nó ghê không nó dám chỉnh cô giáo là tham giới chứ không phải là con trời đó mà mà nói đúng là nó nói nhiều cái mình thấy hay giờ rồi quay lần đầu không ấy nó bị cho quay lần thứ hai nó cũng biết nó cũng biết cũng tình cờ tình cờ nó nó đi cái tự nhiên trước khi nó đi về, về, lên chùa nó tự nhiên nó lại nó nói ông ông con con đọc quá nè ông nghe <laughs> Nó lại nó đọc quá tôi, thích. cái tôi nói rồi con lên chùa con đừng ở chùa tối nay con xuống đây, <laughs> Nên đây ông, ông tính cho con có nhiều cái nhiều cái nó lạ mà Mẹ nó nói hồi lớp 1, lớp 2 nó học không được. Mà qua lớp 3, lớp 4 rồi nó dạy lại cô giáo luôn. <laughs> thế lạ đời không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác con đã hết câu hỏi rồi ạ. À. Con cảm ơn bác rất nhiều. Bác đã trả lời cho con rất là thông suốt, rõ ràng và rất là khoa học. Con cảm ơn bác vô cùng. Rồi cảm ơn con đã hỏi. Dạ.